Chủ quán ơi. Chà. Chà. Cái gì vậy? Sao quen quá vậy? Dạ. Yeah. Ô sao quen quá vậy? Dạ. Yeah. Ô cũng mắt kiến đen nha. Ô cũng cũng cái cặp này nha. Ô có thêm cái áo vest nữa nha, chắc chùm là chùm cuối luôn nè. Cái này có quen cái anh vừa bước ra khỏi quán không? À quen chứ. Ô quen à. Có nghĩa là biết nhau phải không? Hẳn nhiên phải biết chứ. Thân không? Cũng thân. Thân lắm hả? Có nghĩa là rành nhau nhiều rồi phải không? Cũng rành anh đó lắm. Chóng mặt chưa? À quay quần quán. Đảo ngược vòng lại đi. Chóng mặt rồi thì mình đi ngược lại. À quay quần quán vô quán phải đi quay quần vậy đó. Ông yên tâm, sẽ không còn quay quần lâu được nữa đâu. Vậy hả? Bởi vì ông sao? Sẽ không còn quay nữa. Tại sao vậy? Ông chỉ còn cái quần thôi. Hả? Ê, mày biết sao vậy? Hả? Ê, cái gì vậy? Vô mày cùng tổ chức mày phá tao nữa hả? Ê, cái gì vậy? Hả? Không. Cái gì? Khoan hả? Bình tĩnh anh. Bây giờ nắm bóp giác hơi vô ngoài phải không? Hả? Đây là cái quán ăn, người ta vô đây để cho khách ăn. Chứ không phải vô đây để nắm bóp giác hơi, ông cứu nội. À, xin lỗi anh, tôi không phải nắm bóp giác hơi. Danh là ai? Tôi dân làm ăn mà doanh nghiệp mà. Công ty tôi đối diện nhà hàng của anh nè. Chứ anh vô quán là để... Anh nói quen là quen cái anh nãy đi ra nó bóp giác hơi đó hả? Dạ. Mỗi lần tôi mệt, anh hay vô công ty tôi đấm bóp cho tôi. Vậy anh vô đây là để... Tôi đói bụng, tôi qua đây tôi ăn với hơn nữa thấy cái tựa là quay quần quán dễ thương quá. Tôi nghĩ là chắc quán này cũng ấm cúng quay quần lại giống như không khí gia đình. Tôi tới tôi ăn thử, coi không khí quán làm sao. Cái gì vậy anh? Cắn cổ em ngậm dành, em quỳ xuống em lại. Trời ơi, lần đầu tiên em nghe có một người khách vô đây đòi ăn mặc chưa cần phải em mời. Em xin lỗi em không có biết. Giờ tôi đói bụng rồi. Cho tôi mượn cái thực đơn. Dạ, anh ngồi. Em lấy thực đơn cho anh. Bây giờ anh muốn ăn uống sao? Anh ăn khó khăn không? Hay em nghĩ chắc anh là chắc cũng chủ cả, ăn cũng khó khăn lắm phải không anh? Tôi ăn đơn giản lắm. Anh từ từ đi anh. Dạ, trước khi mà em đưa cái thực đơn ra, em phải phục vụ anh để em chuốc lại cái lỗi lầm của anh. Dạ, trước tiên khách vào quán chúng ta phải cởi áo ra. Đó, cái sự cởi áo nó tính là cái sự thân thiện của cái quán này. Anh biết sao không? Để tại vì cho anh khỏe, anh mát mẻ đó, anh hiểu không? Dạ, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ví dụ mà khách đi về có để quên cái áo, cũng có cơ hội để em mang cái áo trả lại cho quý khách. Tốt quá. Cái thứ hai đó, đó là anh đi đường xá là chắc là xa xôi, anh mệt lắm rồi. Khăn lạnh đây, em sẽ giúp anh. Nó làm gì không? Chúng ta cầm khăn lạnh này rất đơn giản, ụp thẳng vào mặt. Chúng ta hãy lau mặt cho nó sạch sẽ, rất là đơn giản. Lau cho sạch sẽ nha. Đầu tóc cũng rất là khó khăn, thấy không? Bụi bặm như vậy mình không lau tóc tai không được, thấy không? Đơn giản là mình phải đây. Quan trọng á là mình phải lau cổ nè, thấy không? Bao nhiêu là bụi đất, thấy không? Anh nghĩ đi, trời ơi, anh ra ngoài đường bao nhiêu là bụi, nó dơ như vậy làm sao, đúng không? Bao nhiêu là vi khuẩn vật chất không? Sau đó mình lại lau vô mặt. Nè, rất là đơn giản. Đây anh, dạ, được, đây được. Để em làm, anh yên tâm, anh dạ, để em, được. Em làm được hết. Mặt anh là có bao nhiêu là dạ. Em làm được hết. Đây tóc, tai, đúng không? Rồi mình lại lau vô cổ, thấy không? Dạ. Nó đơn giản không? Rồi dạ. Mình lại lau vô mặt. Dạ. Cái này để em, cái đơn giản này là để em. Mát chưa anh? Dạ, mát rồi. Sau đó em mới muốn hỏi anh là bây giờ là anh là muốn là anh ngồi ở đây hay là anh ngồi phòng lạnh ạ? Thôi tôi ngồi ở đây được rồi. Anh nên vô phòng lạnh đi, phòng lạnh nó có máy lạnh thoải mái hơn nhiều. Tôi thích sân vườn, khung cảnh thiên nhiên vậy. Anh nên vào phòng lạnh nó thoải mái hơn, cái giờ trưa nắng được nó mệt lắm anh. Tại tôi thích ngồi ở đây. Ráng vô phòng lạnh đi, phòng lạnh đẹp lắm, em nói thiệt, phòng lạnh đẹp. Rồi, tôi vô phòng lạnh. Thôi ngồi đây đi anh, nói giỡn chứ máy lạnh hư rồi. Dạ, ngồi đây đi, máy lạnh nó hư rồi. Dạ, nhưng mà không sao anh. Cái phòng lạnh bình thường là máy lạnh hư, chứ cái phòng lạnh VIP của em máy lạnh vẫn còn xài tốt lắm. Rồi vô phòng đó cũng được. Dạ, cái phòng lạnh đó là em nói trước đây anh có muốn vô hay không nha. Cái phòng lạnh đó là bây giờ nó đang xài dàn lạnh của hệ thống siêu thị đó anh. Ủa quán ăn mà tự nhiên dạ. Xài hệ thống phòng lạnh siêu thị chi vậy? Dạ, để kết hợp làm cái tủ đông luôn anh. Bỏ đồ ăn vô rồi đông đó là giữ nhiệt luôn. Rồi anh vô trong anh ngồi ăn hay lắm, vừa ngồi ăn vừa đắp mền. Ngồi đẹp lắm, giống như mùa đông Paris anh, đẹp lắm, thích lắm. Thôi, tôi nghe nói tôi cũng đang bệnh, thôi tôi ngồi ngoài đây được rồi. Vậy dạ, anh ngồi ngoài đây phải không anh? Tôi ngồi ngoài đây được rồi, dạ. cậu cho dạ. Tôi ăn là được. Dạ, bây giờ anh đói rồi hả? Đói, tôi đói rồi. Dạ, dạ anh đói rồi anh có thích hút thuốc không? Không, tôi ăn cơm thôi à, tôi không hút. Anh đi hút thuốc đi, có phòng hút thuốc mà. Tôi muốn ăn cơm thôi à. Không thì có cái phòng hút thuốc ở trong. Em nói thiệt, anh muốn hút thuốc anh vô. Trời, đàn ông phải hút thuốc chứ. Mình hút điếu đi rồi mình ra mình ăn cho nó thoải mái. Đi. À, phải hút mới ăn được. Phải à. Hút mới ăn được. Có đàn ông có hút có điếu đâu ra được liền à. Rồi tôi vô tôi hút. Anh đợi xíu đi, em quên nữa. Cái máy hút nó hư rồi. Hôm bữa nó hút mạnh quá giờ nó nghẹt luôn rồi. Để mai em kêu cái thằng rút hầm cầu ra nó hút lại cái máy đó rồi anh vô anh hút sao. Rồi cho tôi ăn đi. Dạ anh tôi, ăn. Tôi đói rồi. Anh ăn chắc cầu kỳ lắm hả? Đem giới thiệu món ăn cho anh nha. Không tôi ăn đơn giản thôi. Cho tôi giữ cơm Dương Châu được rồi.
À, cơm chiên Dương Châu hả? Ừ. Nếu nói về cơm chiên Dương Châu thì quán em có rất nhiều loại cơm chiên. Đó là cơm chiên Dương Châu có hai loại, cơm chiên Dương Châu thường và cơm chiên Dương Châu VIP. Anh muốn ăn loại nào? Ủa, có loại thường là VIP nữa. Dạ đúng rồi anh. Loại thường là sao? Dạ thưa anh, nếu mà nói về cơm chiên Dương Châu thường, có nghĩa là cơm chiên Dương Châu được chiên theo kiểu của người Dương Châu, đó là cơm chiên Dương Châu thường. Dạ. Còn cơm chiên Dương Châu VIP đó là cái gì? Là cơm chiên Dương Châu là một cái loại cơm chiên mà thằng Dương mua cơm về con Châu chiên. Okay. Anh muốn ăn loại nào? Loại thường thôi. Dạ, anh muốn ăn của người Dương Châu đúng không? Của người Dương Châu thôi. Dạ, của người Dương Châu. Dạ, thì bây giờ anh có thích bỏ lạp xưởng vô không anh? Không, tôi không thích lạp xưởng, Không, anh nên bỏ lạp xưởng đi, có lạp xưởng nó mới ra mùi Dương Châu. Tôi không thích lạp xưởng. Dạ, anh cứ bỏ lạp xưởng, em thôi thiệt, tại vì không có lạp xưởng nó không có ra cái mùi Dương Châu, anh hiểu không? Chọn miếng lạp xưởng đâu. Không, em xin lỗi, em quên nữa, lạp xưởng quán em hết lâu rồi. Tại vì nó mỡ đó, mình ăn cũng... Cơm Châu Dương Châu thường khỏi lạp xưởng, Mà anh có ăn đậu Hòa Lan không? Đây đậu Hòa Lan nó có mùi á, béo ngon lắm, em nói thiệt. Tôi ăn cơm thường được rồi. Ăn bỏ đậu Hòa Lan vô nó ngon. Tôi nói tôi không ăn đậu Hòa Lan. Thì đúng rồi, ai ăn đậu Hòa Lan làm gì? Bỏ đậu Hòa Lan ra chứ, bỏ đậu Hòa Lan vô chiên thì không phải là cơm chiên Dương Châu của người Dương Châu, là con Dương mua cơm về con Châu chiên rồi đúng không? Đúng rồi, anh là đúng rồi, không bỏ đậu Hòa Lan là đúng rồi. Một giờ tôi đi họp rồi. Dạ em xin tôi đói bụng lắm rồi, mang cái dĩa cơm ra tôi ăn. Em ăn liền. Dạ, nha. Anh yên tâm em ăn liền mà. Dạ. Nhưng mà trước khi em lấy cơm cho anh ăn thì em muốn hỏi anh là ăn khô hay ăn nhão anh? Mình chiên khô hay chiên nhão? Tôi ăn khô. Không ăn nhão nó ngon hơn. Tôi ăn khô. Không, em nói thiệt, ăn nhão ngon hơn, con Châu nó chiên nhão nó chiên tốt hơn. Tôi thích ăn cơm Dương Châu là của người Dương Châu chiên, chứ không thích ăn cơm Dương Châu của thằng Dương mang về cho con Châu nó chiên. Anh yên tâm đi, dạ cơm chiên người Dương Châu hay là cơm chiên kia cũng là con Châu chiên hết á. Dạ. Anh yên tâm đi. Mang ra dĩa cơm tôi ăn liền, tôi đang đói bụng rồi. Dạ, thì mình ăn khô phải không? Tôi ăn khô. Thì nói vậy thôi chứ thực ra là do là nó nấu cơm khô thì mình ăn cơm khô, nấu cơm nhão thì mình ăn cơm nhão thôi, chứ chiên kiểu gì cũng vậy à. Vậy cậu nấu chi, cậu mang ra đi, tôi đói bụng nè. Thì em lấy đây nè, em đi ra. Lấy đi. Thì em lấy cơm, anh yên tâm, anh đợi xíu. Nhưng mà em hỏi anh, mình có bỏ cái mặn không? Tôi ăn cơm Dương Châu bỏ cái mặn trong chi? Không, tại vì cái quán em là nó có cái cơm chiên Dương Châu mà có bỏ cái mặn nữa ngon lắm. Mày có điên không vậy? Mày có điên không? Sao anh? Tao nói tao ăn cơm Dương Châu, mày bỏ cá mặn vô chổng thà là cơm chiên cá mặn rồi. Anh nói sao mắc cười, cơm chiên cá mặn là cơm chiên bỏ cá mặn, nó là cơm chiên cá mặn. Còn đây là cơm chiên Dương Châu có cá mặn chứ nghĩ sao vậy? Nó ngon, em tư vấn anh ăn đi, ngon. Bây giờ mày cho tao ăn không? Thì ngon, em thiệt anh ăn. Tao ăn cơm Dương Châu là có cá mặn không? Không. Không phải không? Ừ. Thì dĩ nhiên rồi, không có cá mặn thì mới là cơm chiên Dương Châu, chứ có cá mặn nó là cơm chiên cá mặn. Bây giờ mày cho tao ăn không? Thì vô nè, em đang đi vô nè. Em đang định đi vô nè. Cứ ngồi xuống. Bình tĩnh nha. Có dĩa cơm không? Bình tĩnh nhanh, bình tĩnh, em ăn đúng rồi. Bình tĩnh nha. Anh ơi, ăn canh không? Không ăn canh. Dạ. Dĩa cơm Dương Châu của người Dương Châu ra đây tôi ăn, tôi đi về. Con Châu mà nó chiên cơm khô không ăn canh là ho nữa chứ không phải không đâu. Con Châu nó chiên lửa. Nhưng nó mà lớn tôi không lắm. Cần ăn canh. Nghe lời em đi, quán có hai loại canh ngon lắm, cái canh salad với canh salad. Cái gì salad thì salad là sao? Salad có nghĩa là cái tiếng Anh, em gọi là tiếng Anh đó là salad, nó được nấu từ cái rau salad. Còn cái canh mà canh salad đó là nó được nấu từ một cái loại rau không phải là salad, nhưng mà tại sao em gọi là salad là bởi vì nó được nấu từ rau salad son. Thì nó cái salad, cái salad vậy đó, anh ăn canh gì? Hiểu không? Có hiểu không? Quan trọng có hiểu không? Cái gì? Mày cho gì tao ăn cái đó, tao mệt lắm rồi. Mày cho tao đại cái chén canh gì mà salad như mày. Rồi với dĩa cơm tao ăn tao đi liền. Biết rồi, nói vậy thôi chứ hai món canh nó hết rồi. Giờ em cho anh ăn canh khoai mỡ nha. Bây giờ tao không ăn canh khoai mỡ nữa, tao không ăn cơm Dương Châu nữa. Tao quanh lộn với mày nè. Cái gì vậy? Tao chịu hết nổi rồi. Mày cho tao ăn không? Cái gì? Tao cho tao ăn một dĩa cơm Dương Châu thôi. Tại sao mày dằn vặt tao dữ vậy? Mày quấy quần tao dữ vậy? Tao đói bụng mà. Anh bình tĩnh. Bây giờ khách muốn quánh mày nè. Dạ thì đó, em cũng chiều anh luôn. Đó bây giờ anh muốn quánh sao? Anh muốn quánh tay đâu hay là bây giờ anh muốn chơi cây hay là chơi giáo sao? Anh muốn quánh thiệt không ấy? Sáng giờ em ê, quánh thiệt không ấy? Hả bây giờ làm sao hả? Ê, bây giờ làm sao? Cây. Đây. Mày làm cái gì vậy? Hả? Ôi, mày làm cái gì vậy? Nó mới đàn hồi. Đàn hồi cái gì? Mày tiếp khách là như vậy hả? Dạ. Mày đưa em đi. Ủa cô là chủ quán hả? Dạ thưa anh, Alibaba và 40 tên cướp ở thủ đô nước Úc xin trân trọng kính chào quý khách. Ủa, cô là...
Dạ thưa anh, em là chủ quán và xin anh ngồi xuống và để em dạy nhân viên với em. Bây giờ cô là chủ quán. Dạ. Cô dạy lại người này. Dạ, tôi ăn uống tôi vô đây tôi chỉ cần dĩa cơm Dương Châu à. Dạ. Mà cậu ấy nói nãy giờ nửa tiếng đồng hồ tôi chưa có cơm Dương Châu để mà tôi ăn, tôi còn phải đúng một giờ tôi về tôi họp. Dạ 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 anh ngồi xuống, anh ngồi xuống. Tại sao vậy mày hả? Khách cái ăn một dĩa cơm chiên Dương Châu thôi mà tại lý do tại làm sao mày không cho khách ăn? Chị nói rồi là em vô phải tìm hiểu kỹ, và em không tìm hiểu kỹ mua lại em bưng đem lộn, em bắt em đền một năm trời lương rồi bây giờ em khổ quá em mày hỏi đã tìm hiểu kỹ rồi, khách đã kêu cơm chiên Dương Châu tức là khách sợp rồi. Thì bây giờ chị đó còn hỏi. Bây giờ hỏi cái gì? Bây giờ người ta ăn cơm chiên Dương Châu cách đơn giản là nè, coi tao nè. Dạ. Bây giờ chị cho tôi dĩa cơm Dương Châu, tôi ăn, ăn để xong là tôi đi họp. Dạ đúng rồi. Dạ cảm ơn chị. Cơm chiên Dương Châu phải không anh? Dạ, dạ có liền cơm chiên Dương Châu ở khách e quán em ạ. Dạ. À. Dạ. À, dạ thưa anh, cơm chiên Dương Châu anh có ăn đậu Hòa Lan không anh? Đậu Hòa Lan người ta gọi là đậu bê tích vô á. Dạ đậu Hòa Lan anh mình thường thường ăn cơm chiên Dương Châu là tôi, có đậu Hòa Lan. Tôi ăn cơm Dương. Dạ em cơm biết chiên rồi. Dương Châu thường của người Dương Châu nấu. Dạ thưa anh, bắt buộc là cơm chiên Dương Châu phải có đậu Hòa Lan hay gọi là bê tích bò thì mới gọi là cơm chiên Dương Châu. Dạ tôi... nếu mà anh ăn cơm chiên Dương Châu mà anh không có đậu Hòa Lan thì còn như là cơm chiên Dương Châu của người Dương Châu nấu nữa. Nhưng mà ý thích của khách hàng. Em biết ý thích của anh được nhưng mà làm như vậy thì cái món cơm nó sẽ không ngon, sẽ không tạo ra được là cơm chiên Dương Châu đó. Rồi rồi cho miếng đậu Hòa Lan vô. Dạ miếng đậu Hòa Lan với anh. Dạ đậu Hòa Lan làm gì có, thôi anh đậu que thì được không anh? À dạ dạ anh à, tại vì bởi làm sao? Dạ bởi vì đậu Hòa Lan đậu que nó cũng là loại đậu. Anh đúng không anh? Dạ đúng không? Dạ dạ em lấy đậu que anh nha. Rồi đậu que, đậu dạ, que. Dạ thưa anh, nhưng mà cơm chiên Dương Châu có hai loại anh, cơm chiên Dương Châu nhão và khô. Nếu mà anh răng thiệt thì anh nên ăn khô, còn nếu mà anh răng giả thì anh nên nhão, là bởi vì sao? Là cái hộp cơm rất là cứng nhiều khi anh răng giả. Còn cái gì tôi ăn cái đó. Vô lấy dĩa cơm Dương Châu ra tôi nhão ăn tôi đi liền. Tôi năn nỉ mấy người cho quen. Dạ thưa anh, là cơm chiên Dương Châu là có lạp xưởng, trăm bông, xúc xích với chả lụa, và anh ăn món gì ạ? Cơm chiên Dương Châu thường của người Dương Châu nấu, không có khỏi bỏ dăm bông, khỏi bỏ đó, đó đó phải có răm bông xúc xích chả lụa thì mới gọi là Dương Châu. Bỏ vô. Dạ bỏ vô. Bỏ vô. Dạ nhưng mà em góp ý anh quán em á lúc này ế lắm, thành ra những thức ăn nó không có tươi. Dạ nó không có tươi, thành ra nó hơi bị nó hơi bị mùi. Ông không mệt đây. Không không để tao. Không phải mùi. Mày hiểu không? Tại vì đó nãy em cũng tư vấn đi chặn về cái chị chửi em bởi vì nhưng mà giờ cuối cùng đi là thế anh cứ này nãy giờ do không phải mày để tao nói chuyện khách. Không phải từ nãy giờ. Mày biết cái gì mày nói vậy? Phải cái vấn đề là từ nãy anh hỏi em đi chặn em cũng trả lời giống như vậy. Dạ thôi dẹp. Hả? Quan này nên dẹp đi. Dạ không à. Dạ, bây giờ dạ. anh bình tĩnh anh ngồi xuống. Dạ bây giờ không ăn cơm chiên cháo nữa, ăn cơm chiên cá mặn đi anh. Cá tươi em ướp muối bữa giờ thành con cá mặn rồi anh, được không? À nếu mà ăn cơm chiên cháo phải có canh cho anh à. Đúng rồi, bây giờ canh đi. Dạ canh nha anh, thôi bây giờ vậy đi. Dạ bà má cho con xanh. Ăn cái gì con ăn cái đó. Dạ canh. Ăn cái gì ăn cái đó. Canh có hai loại, xà lách và xà lách son. Nhưng mà anh thấy dạ. Nãy em tư vấn tới cái đồ. Mày tư vấn cái gì? Mày tư vấn mày biết gì vậy? Cái đồ ăn phải mở đâu cũng giữ em. Phải mở sao ta ăn được? Người ta ăn cơm chiên các bạn là người ta phải ăn xà lách và xà lách son. Xà lách son cái gì chị nói sai là cái xà lách với xà lách thôi. Không ăn xà lách, xà lách mày ơi. Cái xà lách là nấu. Bây giờ tôi không có ăn. Cái nhà hàng này, cái quán này là quay quần quán hay là quậy quần chúng? Khách vô ăn có dĩa cơm mà nãy giờ không có dĩa cơm. Cái quán này từ đây tới cuối đời mà có một người khách nào vô ăn á, tôi còn mấy người luôn á. Không ăn nghĩ sao biết vấn đề là tại vì không phải. Không phải tại vì nó. Em hỏi anh nè bây giờ. Xà lách là xà lách, còn xà lách son là xà lách son, làm gì có chữ xà lách sợ. Tao không cho mày phát âm đúng không sai mà là ở quán là chỉ hai người cái thôi. Xà lách là sao? Xà lách là sao? Xà lách khác mà xà lách son là khác. Ủa mày nói vậy là sai, tao không đồng ý với mày. Tao là tao đã làm cái chữ xà lách thì cái chữ xà lách là cái chữ xà lách. Ủa khách đâu? Ủa đâu rồi? Ủa đâu rồi? Đi đâu bộ đâu em? Nguyên khách. Khách ơi! Khách ơi! Anh cho ăn mặc một cái áo nữa anh ơi. Cho mày luôn. Mày đuổi khách đi như vậy. Mày thấy khách đi rồi chưa? Không phải khách đi là tại chị chứ mà là tại mày. Là tại mày không phải cái chữ. Chị phải làm rõ cái chữ này. Mày phải làm rõ là cái tao phải sao? Vấn đề làm sao? Xà lách con hay xà lách gì đó? Nó là khác. Không có gì khác cho. Cái này xà lách là cái cây cải xà lách. Nó trộn dầu giám lắm.
phòng ngủ dĩ chằng năm, tối ngày lai lai chát chát. Facebook hả? Mà mẹ tụi bay không có ngủ ghê gì hết à. Cái đồ à, các đảng có hồn ngủ dĩ chằng năm, chết sông chết suối chết bờ chết bụi chết súng chết đạn chết xe chết cổ chết tay chết đạn chết chém. Dạ kính thưa bà con cô bác, dòm bề ngoài thì con có vẻ tôi dữ dằn lắm. Sự thật là bên ngoài người ta nói đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Đà, mà cái này là quỷ rồi, thành ra tôi phải bận áo mưa. Con kéo, cho tao miếng nhạc mày, lắc cho mày 2 chữ. Ao, cho mày 2 chữ. Hát hay cho mày 5 chữ. Nào. Về tới đầu làng, con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng. Qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê thắm đường tình quê. Bao năm qua, cách trở đường xa xuôi ngược muôn ba. Ôi kỷ niệm yêu, mái tranh nghèo tòa khỏi lan chiều. À ơi, con nước lớn chảy xuôi, đưa con thuyền trao nghiêng theo nhịp chèo bơi ai ngân nga câu hò. Hò ơi, gió đưa gió đẩy về rẫy ăn cầm, về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn cua. Cua xuất khẩu hết trơn rồi. Nãy giờ xong mới thấy taxi nào hết trơn, kêu quá trời quá đất rồi. Kêu 113 dữ lắm mình nó không lợi. Ê ê ê, ai vậy? Ai vậy? Ê ai vậy? Ê 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 ê. Bà bắt dừng thế xấu. Cái gì mà chạy vòng mà tôi chóng mặt quá không nội. Trời đất ơi, ngộ ghê. Người ta thấy đứng xa quát xe không được thì người ta ga, người ta cho mình quá gian thôi mà. Làm gì dữ vậy? Không phải dữ, không phải dữ mà điều chạy xe ta ra ta ngừng đi làm vòng. Tôi tăng xăm nó nhiều lắm là rủi nó đứt ra má, ai chịu trách nhiệm? Oh my god. Hot girl. Hot girl ai? Oh my damn you. Không mà đen, you the mắt in the lời nè. Em? You, yeah. Ôi trời ơi, em là hot girl. Ừ. Hot girl xin kính chào hot dog. Ủa tại sao mà mình nâng bạn ấy lên, bạn ấy hạ mình xuống thế? Dạ không phải, tại vì thường thường vậy gần girl với dog nó gần nhau lắm. Nè đừng có nói nghe, tôi là bầu sô trên tỉnh, trên Sài Gòn tôi nổi tiếng lắm. Ủa đi ra, anh đi lên Sài Gòn hả? Bà có biết là bà làm nghề gì? Dạ thì em mới về, em mới tính lên tỉnh là xin làm nghệ sĩ, anh giúp đỡ cho em. Là xin giới thiệu bà, tôi là bầu sô nổi tiếng trên Sài Gòn. Bà biết những bầu như là Minh Dũng không? Dạ biết. Bà biết những bầu như là Duy Ngọc không? Dạ biết. Bà biết bầu Phương Tường không? Dạ biết. Tôi là tên nổi lắm nha, tôi là Phương Nhất Điền đó. Phương Nhất Điền? Đúng rồi. Người đẹp mà tên cũng đẹp mà chắc hát ế đúng không? Sao vậy? Bị tại vì Phương Nhất Điền là điên nhất phường đó. Không ai dám coi hết trơn á. Bé yêu. Cái mời không ai mượn bé lật lại hết trơn. Trời ơi, Phương Nhất Điền là Phương Nhất Điền. Trời ơi, kêu mình tiếng bé yêu thì muốn xỉu tại đây liền đó. Cậu có đi quá gian không? Ra Sài Gòn không? Có, cho em đi chứ. Đi, để tôi chở bà đi vào ngang. Ây da. Rồi, rồi, bà đi bà đàng hoàng. Được không? Chắc đây chạy này, xe này chạy tới trên đó được không? Tôi không biết được hay không. Đội nó vô. Trời đất ơi, cái gì mà ra nó quá trời. Trời ơi, trời ơi, trời. Trời ơi. Đội nó vô. Xe đi mà đội nó hảo hảo. Gói mì nha, sáng giờ chưa ăn đó. Rồi, nghe. Con đi nghỉ bà, nó cho đầu đi học cái đầu hút. Đi. Gì vậy? Đây, lát ra tôi đưa taxi tôi ra bà đi. 2, 3 nè. Mai nổ bòn bòn, xe mới tanh kè đây nè. Đường đi thênh thang, lòng ta hân hoan. Càng gỡ niềm yêu say đắm. Bên đây anh có em, bên đây em có anh. Mong lành thắm tươi. Nổ hết ga, em sẽ ôm chặt lưng dài. Đường xa thanh thang, lòng em hân hoan. Đang ngập
để xe đua nhau, ở bên kia xe đua nhau, cha ly này đâu có thua. Thứ bảy hôm nay ta sẽ đi dạo bến tàu. Bến tàu thì em không ham mà em ham đi Bình Lợi rồi lên Thủ Đức dữ à. Đi qua Dĩ An qua luôn Hồ Nai rồi quẹo về Biên Hòa mới ngon. Nè tôi không thiệt mà phải đi xa như vậy thì chừng nào về chứ tuyệt trời. Trời ơi đi chơi thì vậy mới thả mãn chứ. Thả mãn cái gì? Dạ phải. Bây giờ nếu anh đi không chở em đi được thì thôi để em đứng lát đó cũng có người chở thôi, em. Thôi thôi được rồi, được có giận lân quá đi, được ngồi đã ra đây là giúp đỡ. Thôi đi đây nè. Mà dù cho em có muốn đi đến rạch giá, rạch sỏi, rạch cát, rạch dừa, rạch ống, rạch mèo. Trời ơi. Trời. Hoặc là em có muốn đi đến Cần Thơ, Cần Giờ, Cần Duộc, Cần Đước, hoặc là Thủ Thiêm, Thủ Thừa, Thủ Dầu Một, Thủ Đức, hoặc bên cát, bên cỏ, bên tre, bên đất, bên đình, bến tàu, bến Bách Đằng, bến Bãi Sậy, hoặc bên dân đồ. Ôi ơi. Vĩnh Bình, Vĩnh Ninh, Vĩnh Long, Vĩnh Hội hay, hay là Phan Thiết, Phan Rí, Phan Rang, hay là em muốn lên gặp Bảy Hiền, ông Tạ, ông Tố, ông Cổ, ông Lãnh, hay là ra Bà Rịa nè, Bà Xá nè, Bà Trưng nè, Bà Triệu nè, rồi Bà Quẹo nè, Bà Điểm nè, Bà Chiểu nè, Bà Hột nè, có Bà Hột cái nào, Bà Hạt, Bà Hột, bất cứ nơi nào anh cùng xin chiều em tất cả cả. Anh đi nhiều quá mà anh còn biết chỗ nào nữa không? Anh còn biết nhiều chỗ lắm em. Đâu mà. Chỗ nào nói em nghe thử coi. Nghe nè nè. Nào là Bình Chánh, Bình Thành, Bình Dương, Bình Lâm, Bình Đông, Bình Tây, Bình Châu, Bình Quy, Bình Lơ, với ngã năm Bình Hòa. Rồi à, Long Xuyên, Long An, Long Canh, Long Sơn, Long Hải, với Long Điền. Còn muốn lên gò thì có gò dưa, gò dầu thượng, gò dầu hạ với gò công. Em muốn đi đâu? Dạ, em qua cầu, em đi cầu. Cái gì đang hát đầu đi cầu trời? Em đi cầu. Trời ơi, đầu đi qua cầu nó đàng hoàng, cái đầu đi cầu tôi hiểu lầm đó nha. Đi qua cầu phải không? Đi qua cầu thì có nhiều cầu lắm nha. Nào là cầu Bình Triệu, Bình Lợi, cầu Thú Thiêm, cầu Thú Thừa, cầu Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Chí Phương, cầu Ông Lãnh, cầu Chữ Y, cầu Chất Hoa, cầu Cá Dồ. Có cầu Cá Dồ. Hoặc Quảng Lợi, Quảng Tinh, Quảng Nam, Quảng Bình, Quảng Trị, hay là Đà Lạt, Đà Nẵng, Đà Răng. Trời ơi, hay quá. Quá hay, quá hay. Tôi không tưởng tượng lại như vậy. Anh đi nhiều chỗ, nhiều nơi quá à ha. Nói ca sĩ ca chỗ nào có xa bằng tôi không bà nội, bà nội? Dạ, em thì nói ngay, em khiêm nhường lắm. Em đâu có đi xa dữ vậy. Dạ anh đó thì đi hát vòng vòng ở Việt Nam. Còn em đó thì vậy gì nghệ sĩ dưới quê cho nên hát ngoại quốc không à. Chẳng hát tôi nổ điên à mà cái không chẳng. Nói thiệt với anh không có nổ đâu. À em nói anh nghe em nói nè. Sao? Anh ơi em đến Paris rồi đi Thụy Sĩ, lên Berlin rồi trở lại Sen. Dữ à. Rồi em qua Mỹ nè. Em qua Boston, gian qua Á Lăng tích để tới Seattle. Trời ơi dữ luôn. Sau đó em đi heo canh nè, em về Texas nè. Rồi em hát vờ si nha nè, mới leo máy bay về Cali để tạm nghỉ đó. Trời ơi bạn mày. Bữa sau là em đi Úc liền. Em hát ở Sydney nè. Em xuống Melbourne rồi em lên đó đầu lây. Rồi nó bớt mà mình thở nữa đó. Sau đó em lên máy bay quay về Việt Nam để hát lại show cho chân thành đang tổ chức tại sân khấu ở Sài Gòn. Dữ à. Chà. Không nhận ca xong rồi tôi khẳng định một điều là chắc là em tuổi con ngựa ha. Tuổi của con ngựa nó đi cỡ đâu hết thôi. Không phải. Mà thuộc tuần nào không kinh phóng ra chơi. Trời ơi một bụng đó nè. Tuần xả ra. Ừ đất âm. Căn tuần nó nằm ở đây đây nè. Tuần gì kể nghe.
bây giờ anh biết đâu có lũ không nè? Biết. Đâu có lũ nè, đâu có lũ biết không? Biết. Biết không? Nửa đại phấn. Biết. Đường quân Nguyên Bá. Biết. Lát giờ điểm. Biết luôn. Thế tình ca. Biết luôn. Em hát Tô Ánh Nguyệt. Ừ. Ồ, ngạc nhiên chưa? Ờ, hát ngạc nhiên phải không? Cứ hát đi baby. Ờ, bây giờ em nói anh nghe nha. Để em một mình em á, em để em nhập thần vô. Anh làm con em đi. Ừ, anh sẽ làm con em. À. Nguyệt. Má. Nguyệt ơi, nghe tiếng thang của con. À. Lòng má đây. Trong anh đặt tâm tư mang đến con đầm xuôi. Đôi thơ nào mẹ chứ mà lại đi em con lấy chồng. Lời mẹ hiền thiết tha mười mấy năm chung sống bên quay ngưỡng cửa với mười hai bên nước. Đời con gái như cánh bèo lên đến suối ngược bên trong. Nguyệt ơi anh đang cúi đầu chờ ăn quê. Anh chào đúng tán. Nguyệt ơi dạ. Trời đất ơi sao đâm ngang không vậy cha nội? Đang ca Tô Ánh Nguyệt mà. Tô Ánh Nguyệt anh hát ai chơi gì? Thì tôi ca cái giai là thằng Minh. Thằng Minh? Thằng Minh. Minh là gì? Thì Minh là bồ con Nguyệt. Minh là bồ con Nguyệt, tôi là gì? Thì má con Nguyệt. Tôi là má Nguyệt, vậy là ca, vậy là muốn lấy tôi phải không? Trời ơi sao tôi không được vậy không? Từ, nè, cái đằng này cũng định lấy đằng này chứ đừng có nói giờ nghe. Sao? Xin lỗi, tự lấy tôi nha. Mờ kiếp sau đi. Kiếp sau biết có được là người hay sẽ là cây cỏ. Không cảm giác vô tri chờ chết lặng giữa trưa hè. Dữ không đến đây đâu gì nữa. Bực bội sao ca? Đang ca cái tắt luôn hả? Người ta đương ca tự nhiên đứng làm gì vậy? Làm sao tôi ca được? Tôi mất hồn làm sao tôi ca được? Thôi nói giận, hát hay quá ca lự đi. Ca hay. Không. Ờ anh nói em ca em mừng quá à. Ca hay thiệt mà em ca. Lên đây để em xin em đi theo anh em hát. Mà anh nói tiếng em ca hay như vậy là gì? Không có khác nào với anh. Anh làm cho em mở cờ trong bụng vậy đó. Gì là sao không hiểu bà nói? Anh ơi em đứng ở đây với anh mà em cứ ngờ trong mơ. Ủa là sao? Em sẽ được trở thành là nghệ sĩ. Ủa vậy bà có nghệ sĩ hả? Dạ. Hát gì? Con đà gì cũng mời con hát hết trơn á. Trời đất ơi bà ca nhưng mà bà nổ quá hả? Dạ không có em vậy mà. Thì thôi bà đã nói rồi thì tôi cũng xin khai luôn. Thiệt ra tôi không phải là bầu show nổi tiếng gì ráo trội trên, mà là ông lái xe ôm mau chợ bên thành. Em cũng em hiền, thực ra tôi nghèo chơi. Tôi mong em đừng có giận nghe. Chiếc xe chiều nãy mang bao nhiêu là kỷ niệm. Ừ. Một cô gái thì hám làm đào chân, còn một anh chàng thì mê hát cây. Dù không toái lòng giấc mơ làm nghệ sĩ, những duyên tơ trời mình gặp nhau đây. Rồi phóng lên xe bà nội, chở bà lên Sài Gòn. Tôi đưa bà vô, tôi giới thiệu bà vô làng nướng bà ca là hú hồn. Rồi đỡ. Rồi hai con thắng thứ hai. Vào. Rồi nghe. Trời cái gì vậy bà? Mình đừng có mê sắc đẹp tôi quá nha. Trời đất ơi cái gì vậy trời? Từ từ hết sức bình tĩnh. Đường xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Đêm sông vui tươi nâu chân nhau đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi. Sài Gòn ơi. Sài Gòn ơi.
cái miệng của Linh lắm thôi. Cứ chù ông bị đuổi là ông bị đuổi thôi. Bye bye. Dạ. Tao đuổi nó đó là để cảnh cáo mày đó, nghe chưa? Dạ. Nếu mày còn tình trạng mà giống như nó, tao đuổi hết. Dạ. Đừng có tưởng một thằng đầu bếp không thôi mà tao không dám đuổi, nghe chưa? Dạ. Mày nên nhớ cái câu là không mợ thì chợ vẫn đông, mợ đi lấy chồng chợ vẫn đông vui. Tao không cần. Bây giờ mẹ ở nhà đi. Rồi chị đi đâu? Tao đi chợ Sài Gòn. Hả? Tao đi chợ, tao mua đồ về tao nấu nướng. Mày nên nhớ, khi mà tao đi chợ Sài Gòn, tao bước chân về nhà rồi, nhiệm vụ của mày ở trong cái quán này là phải có khách. Phải có khách, không thôi tao trừ luôn mày, nghe chưa? Dạ em hết lương về 3-4 tháng rồi, trừ giờ còn trừ nhiêu nữa? Tổng cộng bây giờ mày thiếu tao 1 năm lương rồi đó. Gì kỳ vậy, mới có 3 tháng vậy lên tới 1 năm. Mày phải làm mãn đời cho tao, nghe chưa? Gì kỳ vậy trời. Bây giờ sao? Dạ. Bây giờ không tiền thì trả tiền cho tao 1 năm lương đi. Em sẽ kiếm khách chỉ đi chợ Sài Gòn. Tao đi à? Dạ. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. La 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 la, la 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 la. Trời ơi, ba ác như mụ sim la mà ba hát. Má ơi, giờ cái cuộc đời tôi chôn chân suốt cuộc đời tôi trong cái quán này. Giao một cái nhiệm vụ thì là vô duyên, trời ơi. Tự nhiên bắt cái đi chợ về cái tự nhiên có khách. Ủa mới điên, sao tự nhiên có khách? Một khách nó tự nhào, nó nhào vô chứ làm sao mà có khách. Tự nhiên cái đi chợ về mà có khách. Tự nhiên hôm nay chị ta đang đứng đây, cái tôi quay qua có người khách hả? Làm sao mà có được chuyện. Đừng ngồi xuống nha, ngồi xuống là tôi nghĩ là khách đó nha. Đừng ngồi xuống nha, ngồi xuống là tôi nói khách đó nha. Đừng ngồi nha, đừng ngồi nha, đừng ngồi nha. Anh là khách phải không anh? Dạ, dạ, dạ. Chúng ta nói chuyện được không vậy? Ồ, sao hình sự quá nhỉ? Dạ, được. Đây đúng là quán ăn không? Dạ, chứ không lẽ đây là shop thời trang? À, quên. Đúng là quán ăn. Dạ, đúng là quán ăn. Bây giờ anh cần cái gì? Cậu cho tôi biết. Dạ. Trong quán của cậu, dạ, có những thực đơn gì? À, anh là khách, anh muốn ăn phải không ạ? Tôi cần biết quán đang có những món gì. À, vú thỏ, dạ, đó, cánh cào cào, nướng muối ớt, đồ đó, dạ. Sao món quái vật không vậy? Thì đó, quán em nó cũng này. Tôi nhìn đi. Dạ, dạ. Thường thôi. Nha, thường thôi. Dạ, dạ, dạ. Đối với tôi, thường thôi. À, anh là doanh nhân, em hiểu mà. Anh nhìn anh mặc sang trọng là em thấy là anh, cái đẳng cấp anh cao lắm. Dạ. Cho tôi biết thực đơn thường thôi. Ủa là sao? Cái món ăn, món uống có những loại gì? Nước uống trước đi. Dạ, nước uống à. Dạ, nhà quán em là có rất là nhiều cái loại, chẳng hạn như là nước suối và nước không suối. Em muốn uống nước nào? Dạ. Thường thôi. Nước suối? Dạ. Nước không suối? Dạ. À, thế nào là nước suối và nước thế nào là nước không suối? Dạ, nước suối có nghĩa là một cái loại nước mà lấy từ cái nguồn chính gốc của nó là cái nguồn suối. Suối chảy ra thành nước và lấy cái nguồn nước cái từ suối thì người ta gọi đó là nước suối. Còn nước không suối là lấy từ những cái nguồn nước mà những cái nguồn nước không chảy ra từ suối, có nghĩa là những cái nguồn nước không phải là suối. Anh hiểu không? Thường thôi. À dạ, được rồi. Thôi thì bây giờ ngoài cái nước suối còn nước gì nữa? Dạ thưa anh, ngoài những cái loại nước bình thường ra thì còn có những cái loại nước đặc pha mà chúng em có hai loại đặc trưng. Một cái được gọi là chè xanh, một cái được gọi là màu xanh của chè. Ta... hiểu không? Chè xanh và màu xanh của chè. À, thế nào là chè xanh và thế nào là màu xanh của chè? Dạ có nghĩa là như thế này. Chè xanh nó là cái gì? Chè xanh nó là cái gì mà người ta gọi nó là chè xanh? Anh có biết lá trà không anh? Biết. Đó, mà trong Nam mình gọi lá trà, còn ngoài Bắc người ta gọi là lá chè. Đó à. Thì lá chè nó cũng như là lá trà. Lá chè nó màu xanh, hái xuống nó màu xanh, nấu ra cái nước nó màu xanh. Thì cái màu xanh đó người ta gọi là màu xanh của chè. Nhưng nó không được gọi là màu xanh của chè. Bởi vì nó là gì? Nó là chè xanh. Hiểu không? À, gần hiểu. Gần hiểu rồi đó. Thì đó là chè xanh. Cái bắt đầu cái mình lấy cái lá chè ra, mình ép ra cái nước chè của cái lá chè màu xanh thì chúng ta gọi đó là chè xanh. Thế còn cái kia nó là màu xanh của chè. Tại sao nó là màu xanh của chè? Nó là cái gì mà người ta gọi đó là màu xanh của chè? Như vậy nó có phải là lá chè xanh hay không? Dạ thưa không. Nhưng mà tại sao không mà nó vẫn được gọi là màu xanh của chè? Nó là cái gì? Cuối cùng nó là cái gì mà nó gọi là màu xanh của chè? Dạ, nó là chè đậu xanh. Thôi. Bây giờ chè đậu xanh là chè đậu xanh đi mà đặt nó hồi chất quất luôn. Bây giờ quán có chè đậu xanh phải không? Đúng rồi. Rồi cho một ly chè xanh. Ủa này là kiếm chuyện lại em nè. Kiếm chuyện gì? Thường thôi, chè xanh thì chè xanh, đợi chút xíu có chè xanh vào đây. Đây đây, chè xanh có đây, vui lòng khách đến vừa lòng khách đi. Giờ cho anh đây, đây là một ly người ta gọi đó là chè xanh. À, mời anh hãy thử uống xem. Đó, nó rất là ngon, nó có cái màu xanh của chè. Nhưng mà không gọi là màu xanh của chè, nó vẫn được gọi là chè xanh. Bởi vì sao? Bởi vì nó được nấu từ lá chè xanh. Mời anh uống.
chè xanh. Dạ. Uống thử xem. Nó có màu xanh của chè. Dạ, rất là ngon, anh thấy không? Nó có một cái màu xanh gọi là màu xanh của chè. Mình vẫn không gọi nó là màu xanh của chè, là tại vì mình nấu từ lá chè xanh ra, em gọi nó là chè xanh. Anh cứ uống thử đi, rất hiểu, là ngon. Tất nhiên. Đó. Và nghe là anh đừng có vội vàng. Em phải nói cho anh nghe cặn kẽ đến hiểu tại sao nó là chè xanh, anh hiểu không? Thường người ta gọi nó là chè xanh hay là gọi nó là trà đá. Trà đá là em không chịu, đúng không? Trà đá là sao? Là trà cục đá. Không đúng. Người ta gọi đúng cái tên nó là nước ép lá trà đông lạnh. Anh cứ thử uống xem. À, đúng rồi, nước ép lá trà đông lạnh. Đó, anh đừng có vội, nghe không? Đơn giản nó là như vậy. Nước ép lá trà đông lạnh nó là cái gì? Là cái nước ép từ cái lá trà xanh nó ra rồi mình đem đông lạnh. Đông lạnh nó mà ngon đó, anh thử uống thử coi, nó khác cái mùi đó, rất là ngon. Dạ. Yeah. Ừ. Đơn giản là như vậy nè, thấy không? Khi mà người ta ép nó ra đó, mà người ta bỏ đá vô thì gọi là trà đá, chứ còn người ta bỏ đá bào, đá nhuyễn vậy thì nó là nước ép đá trà đông lạnh, nó rất là ngon, cứ uống thử cho em nghe. Rồi. Đồ ngu. Dạ. Thấy sao anh? Thấy khác không? Thấy khác không? À! Thấy khác không? Nó trà đá mà. Ừ thì trà đá đó anh, nó là trà đá mà. Em mắc mới gì quảng cáo dữ vậy ông nội? Dạ thì cái nghề của em nó vậy, em quen rồi. Nghề nghề gì mới uống ly trà đá quảng cáo vậy, mà kêu món ăn thì sao? Bực bội. Ngồi xuống. Dạ. Ủa? Thôi anh khách, anh ngồi với em đâu có ngồi. À quên, mời ngồi để cùng đàm đạo việc kinh doanh. Thôi em không dám, anh là nghề cao siêu đó, em không có dám đàm đạo, em là bán buôn nhỏ em. Thôi được rồi, cho tôi hỏi. Dạ. Ai là chủ nhà hàng này? Dạ em. Em không phải là chủ nhà hàng. Không phải? Dạ. Chứ là chủ nhà hàng đâu? Đang đi chợ về. Cái quán của cậu là quán kinh doanh ăn uống đúng không? Dạ đúng rồi. Ăn uống không thôi à? Thì ăn uống không thôi, quán kinh doanh. Không có gì khác nữa à? Không lẽ quán ăn vừa phải bán quần áo? Cậu đừng nói vậy. Sai lầm, sai lầm. Bất cứ một vấn đề gì trong kinh doanh bây giờ, nó phải được phối hợp, nó phải được ăn ý với nhau. Bất cứ một vấn đề gì nó phải đi đôi với nhau. Tại sao ăn uống mà không có gì khác nữa? Ý cái dòng nói chuyện mà ông hiểu này nó quen quen nè. Cậu còn không sáng hiểu giờ, hơn tôi nữa. Sáng giờ làm như cái dòng này nó quen quen nè. Anh bây giờ em hỏi thiệt, giờ anh muốn cái gì anh nói liền tiếng đi chứ giờ em... Bây giờ đây, cậu nhìn đi. Bây giờ thí dụ như bây giờ cậu như tôi đi, là một khách hàng bước vào quán này. Và tôi như cậu đi. Dạ. Đúng chưa? Ăn uống xong rồi, người ta mệt mỏi, người ta căng thẳng hả? Người ta nhức đầu. Thì bây giờ cậu làm gì người ta? Ai biết trời, thì bây giờ ăn xong thôi đi về chứ làm gì. Đó, cái đó mới quan trọng, cần phối hợp kinh doanh. Phối hợp cái gì, nói không hiểu cái gì. Bây giờ vị trí của cậu chuyển qua tôi. Đằng sau tôi sẽ làm bồi, còn cậu là một người khách. Dạ, yeah, đúng chưa? Nhìn đi. Đưa đây, đưa cái này. Không hiểu. Bây giờ tôi như cậu nè. Chào ngài, mời ngài ngồi. Ủa vậy hả, là tôi là khách, anh là tôi phải không? Đó. Ồ, lâu lâu mới có người mời lại mình ta. Thì tôi cứ ngồi. Dạ. Đó. Đúng chưa? Dạ. Rồi sau khi mà mời người ta ăn uống xong xuôi rồi, đúng chưa? Dạ. Nó phải là ăn uống xong xuôi rồi cái đứng đó đi. Dạ, xin ngài cho tôi được tính tiền. Đúng rồi. Quá thô thiệt. Đúng rồi. Như thế là quá thô thiệt. Trước khi muốn tính tiền người ta, mình phải qua. Dạ, mình qua sao? Tiếp cận. Dạ. Người khách. Chắc ngài ăn ngon chứ? Dạ, rất ngon. Ngài dùng nước được chứ? Dạ, chưa uống gì. Trà đá uống đi. Bây giờ trước khi tính tiền đó, mình phải làm một động tác để cho người ta khơi gợi, người ta cảm thấy thoải mái khi móc bóp ra đưa tiền cho mình. Cái gì vậy? Đừng vuốt. Anh, tôi nói anh nghe. Đừng. Cái gì? Từng ngón tay. Trời ơi, tra tấn. Chưa hết. Còn một món cuối cùng nữa. Cái gì nữa? Cái này là món này món của gia truyền nha. Gà luộc cúng tổ tiên. Là cái gì? Đó. Khỏe chưa? Con điên bây giờ muốn cái gì? Hả? Bây giờ muốn cái gì? Từ từ. Anh đổ điên, ngồi sát đi, đập tổ cái thứ gì đó mà. À bây giờ muốn cái gì? Vô đây tự nhiên bẻ người ta. Bây giờ cũng muốn ông lại. Gì dữ vậy đây nè? Sao bạn nhìn nè, đó. Qua đây đi. Thấy chưa? Phải biết cách phối hợp kinh doanh. Mình mời người ta ăn uống, trước khi tính tiền mình phải đấm bóp chắc hơi cho ta thư giãn về nhà thoải mái. Mà khi mà đấm bóp chắc hơi xong, họ cảm thấy họ móc cái bóp ra nó cũng vui vẻ, đúng không? Có nghĩa là nãy giờ là ông là tiếp thị massage hả? Đúng, massage sauna hả? Thì muốn nói nghe, anh em mình muốn làm việc chung với nhau đúng không? Bạn gì thì chạy bàn,
Còn tôi thì lo công chuyện mất xa. Người ta ăn uống xong người ta thấy mệt mỏi, mình tắm mất chút hơi. Rồi đi học khỏe bắn trả tiền, đúng không? Mà ê, nhiều khi mà bạn chạy bạn mệt quá, tôi đấm bóp cho bạn, không tính tiền luôn. Định xin vô quán này làm luôn hả? Mà chỗ khi nào về nè, mình chờ được không? Khỏi chờ tao tiếp mày luôn nè. Bà cấu nội mày đi chưa hả? Hả? Từ nãy giờ, từ sáng giờ kiếm kiếm hả? Hả? Bà đi đứng mặt, đứng nổi ơi, có đi chưa hả? Muốn dẫn mặt cái tôi hả? Hả? Từ sáng tới giờ rồi hả? Đi ra đủ thiệt hả? Cái gì đó, đi 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 đi, làm gì vậy? Mà dạ dạ đáp xuống chị. Dạ chị đáp xuống. Dạ dạ đây nè, chị cứ đáp xuống. Dạ hết sức thoải mái. Dạ em xin lỗi chị, em đâu có biết là nó đúng cái tọa độ này. Dạ em chị giận quá. Dạ không được thì thôi em đèo về. Dạ dạ mày bỏ luôn cho tao. Em đâu có biết, xin lỗi chị. Trời ơi cái gì vậy hả? Mày làm cái hành động gì vậy hả? Mày quăng khăn vô mặt tao vậy đó hả? Dạ không có, tại vì sao? Em quăng cái thằng nãy đó tự nhiên vô chị. Em báo chị một tin vui. Em báo chị một tin vui. Tin gì? Dạ em mới vừa đuổi một thằng khách. Mày nói cái gì? Hồi sáng tới giờ biết bao nhiêu biến cố xảy ra trong quán của mình, bây giờ có một người khách vào đây mà mày đuổi là làm sao? Trời ơi chị, chứ nó đấm bóp giác hơi, nó không có tiền, nó vô nó uống một ly trà đá mà nó còn không trả, mà chị nghĩ sao? Bắt buộc mày từ bây giờ cho tới hết ngày hôm nay mày phải tiếp một người khách cho tao, còn không thêm một tháng luôn nữa là một năm và một tháng, hiểu chưa? Trời đất ơi, thôi chết tôi rồi, quán xá mở cửa tan hoang như vậy đó mà nhân viên của tôi nó nằm ngủ kiểu này thì khách nào mà dám vô nữa. Người ta vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, mà khách chưa có đến là khách cũng chưa đi mà nó nằm nó ngủ vậy rồi à. Mày dạy tao biểu coi. Trời ơi là trời, mày nghe tao nói không? Mày dạy tao biểu coi. Ý ai rớt tiền kìa? Không, tiền rớt đâu ha. Tiền rớt đâu, rớt tiền. Rớt đầu tao nè, rớt đầu tao nè. Không có hả? Ôi con quỷ mất nết, giỡn ngu mà mày. Bà nội cha này mày nói là mất nết hả? Ai vậy? Mày kêu bà chủ là cái gì? Ủa bà chủ ra nào vậy? Ra hồi nào vậy? Tại sao trong giờ này mình làm mình ngủ gục là sao vậy mày hả? Em đâu có ngủ đâu, em làm coi như là em đập bụi. Bụi đó mày đập? Đập bụi hả? Mày hả bụi? Mày đánh tao hả? Không quá. Em nói là mày hả mũi, em mới đập nó. Đây nè, ôi ôi con mũi, bự quá. Mày đứng ra tao biểu mày. Dạ. Mày đứng ra biểu. Em đang câu khách. Mày câu kiểu gì mà mày nằm ngủ trong vậy nè? Rồi khách họ tới họ thấy mày ngủ vậy nè, rồi khách thứ nào mà dám tới đây mà ăn uống nữa hả? Thì cái gì? Thì nói chung là... Nói chung là cái gì hả? Nhân viên như mày, tao không chấp nhận một nhân viên như mày. Tất cả nhân viên ở công ty này đâu rồi? Hợp. Ở quán này đâu còn ai đâu, còn có mình em mà. Tại sao vậy? Tại sao nghỉ mà không xin phép tao hả? Ủa bị đuổi mà. Đuổi là phải, cái cung cách phục vụ của tụi nó làm sao tao chấp nhận được, phải không? Đuổi là phải. Nhưng mà mày... Dạ. Mày tao không đuổi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà ngày hôm nay mày lại này tao không đồng ý nghe chưa? Dạ em thân cận mà. Tao biết mà, mày là con người trung thành. Em là người là ở với chị lâu nhất luôn á. Bởi khi mà tuyển nhân viên á, tao biết là mày không có năng khiếu gì nấu ăn. Dạ. Không có năng khiếu gì phục vụ. Dạ. Nhưng mà tao giờ cặp mắt tao biết mày là trung thành. Dạ không nói nào ngay chứ, là mấy bữa nay em cũng đi xin việc nhiều nơi rồi, tại tao chưa nhận thôi. Đi. Không có. Đuổi mày liền tại chỗ. Không có, ý em nói là em đi xin việc nhiều nơi rồi, cho giống như hồi tụi nó em đi khảo sát á, em thấy là không có chỗ nào tốt bằng chị hết trơn, thành thử là em phải ở với chị thôi. Em là suốt đời là theo chị đó. Đúng rồi. Có chỗ nào tốt và cái chỗ nào mà đối đãi nhân viên như tao không? Không chỗ nào được như quán này chị. Làm gì có chỗ nào, làm nào được như quán này? Làm gì có cái quán nào mà làm sướng như cái quán này chị? Đố cha là có quán nào mà nhân viên sướng như vậy? Bởi vậy không có cái gì để làm được, không có một khách nào hết trơn. Mấy tháng không có một khách tới là sướng, nằm ngủ đi làm tới giờ đi về không làm gì hết trơn. Chị nói cho cưng nghe, tại sao quán không có khách là tại vì cái cung cách phục vụ của mấy cưng quá tệ. Dạ. Em hiểu chưa? Em hiểu rồi. Là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là vấn đề trang phục. Trang phục. Cứ mỗi một ngày hoặc là mỗi một khách mình phải cảm giác người ta vào một nhà hàng khác. Đây cách, dạ.
Em nhìn lại đồ chị đi. Dạ. Ngày hôm nay mà khách bước chân vô đây nè, khách cảm giác là khách đang ở bên Hawaii. Đúng rồi. Thấy chưa? Dạ. Đó. Rồi ngày mai khách cũng lại bước chân vào cái nhà hàng này. Đúng rồi. Khách lại tưởng là khách đang ở bên Mỹ. Hay quá. Rồi ngày hôm sau khách lại tới đây. Dạ. Khách nhìn chị, khách tưởng là khách đang ở Paris. Hay quá, Paris. Rồi ngày hôm sau chị, khách tới... cái Paris là chỗ nào chị? Paris là có một cái nơi, một cái nước mà người ta gọi là nôm na rồi nước ở gần cái chỗ New York. Đó. Wow. Bây giờ mày nghe lời chị nè. Thứ nhất, yeah, mày lau chùi bàn ghế, mày lau hoài, mày sang ở chỗ này, mày sang ở chỗ kia, mày sang lau hoài. Để. Lau tao nói mòn, tao nói mục dẻ, mà rách tưa cỡ này có cái ai đâu, một ngày chỉ bắt em lau 90 lần. Cái chiêu, đừng có đổ đồ dẻ khác cho chị. Đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ nhì, em phải ra tận ngoài em lôi kéo khách vô cho chị. Bằng mọi cách kéo vô, không cần khách sang, khách bình dân, khách gì á. Khách là phải chiều khách. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Bây giờ kéo khách bằng cách nào đây? Khách nào mà có dấu hiệu vô đây là phải kéo liền xong. Trời ơi, hình như có một anh. Đúng rồi. Anh ơi. Ê, đúng rồi, em kêu. Đây nè, qua đây. Đây. Của em. Dạ. Quán mình tên gì em? Dạ quán này dễ thương lắm, tên nghe thân thiện vô cùng. Quay quần quán. Quay quần quán hả? Dạ. Quán nghe hay ha. Dạ, khách vô đây là quay quần quấn quýt vô quán quằn quại bên nhau. À, dễ thương. Quán đẹp thiệt. Dạ quán đẹp lắm. Đẹp mà rộng nữa ha. Dạ rộng lắm anh. Đốt chắc khó cháy lắm em ha. Sáng sớm anh đừng ghẹo em, ông muốn giỡn nha. Anh đùa. Dạ. Thì khùng quá chứ anh nói thiệt tâm sự với mày luôn. Dạ. Anh thích đốt quán lắm. Em không có giỡn nha. Anh có giỡn đòi nói thiệt. Em không giỡn nha. Cái quán đầu đường đó. Gì? Anh đố. Ở quán tuần trước cháy á hả? Anh đạo diễn. Nói diễn viên chính của anh đó. Ủa sao báo không có đăng anh? Báo đăng nó mà không đăng anh cũng tức lắm. Không mà hôm nay gặp cái quán này anh thấy có duyên. Ôi em có giỡn, em có biết là em có giỡn với anh này. Cái quán này lên báo ăn hình lắm em ơi. Em có giỡn đâu. Bây giờ dạ, lại mò điếu thuốc coi. À dạ em mồi cho anh điếu thuốc ạ. Dạ. Ôi dạ, gì? Ai cho mày lấy lên đây? Dạ dạ. Điếu thuốc. Dạ mồi điếu thuốc. Dạ. Ôi à, cái gì? Không có lấy được, lấy trên đây. Anh bị em mồi điếu thuốc. Ở đây anh dắt lên là để tạo phong cách, em hiểu không? Chứ thuốc đâu? Bên vai nè. À, vậy dắt hộp thuốc ở đó hả? Ừ. Con này đeo chân chơi vậy thôi đó hả? Anh đeo chân cho chơi, cho vui. À, đúng không? Dạ. Rồi thì anh lấy anh mồi đi chứ anh bắt em lấy sao được, anh để chỗ nghiệt quá mà. Mày không biết, hồi sáng hôm qua anh đi tập tạ. Dạ. Tét cơ. Tét cơ hả? Bác sĩ nói anh bị thoát vị đĩa đệm nữa. Ồ, tập trên nách mà thoái vị đĩa đệm hả? Ừ. Lấy giùm anh đi em. Rồi thò vô móc ra đó hả? Ừ. Trời sao nghe chỗ nghiệt dữ vậy trời. Lấy đi lẹ. Anh có hay ăn cánh gà chiên nước mắm không? Không. Anh vẫn thích ăn đậu hành hơn. Trời ơi. Lẹ. Đó, nó, đó. Trời ơi, ta nói nguyên một cái bầu không khí mà ta nói thiệt á, nó ngột ngạt hẳn đi thiệt á. Lẹ, lẹ, lẹ. Dạ. Rồi anh cho em mượn cái hộp quẹt đi em mồi cho đây nè em, đây, hộp dạ, quẹt của anh á. Dạ, dạ, em chuẩn bị em mồi. Ôi! Hả? Gì nữa? Chứ sao không cho mồi nữa? Bây giờ anh muốn cái gì? Đây! Dạ, em đưa cho anh nè. Mồi điếu này nè. Sao rảnh quá vậy? Hồi nãy cái tao mồi điếu đó không chịu, giờ đưa điếu này cho tao mồi. Cái điếu này anh chưng 3-4 ngày rồi nó hết tươi, hiểu không? Chưng điếu mới lên cho nó tươi. Trời ơi, gì á trời. Lẹ. Bây giờ muốn làm sao? Đốt lên chứ làm sao mà hỏi. Anh để đi em đốt. Trời ơi má ơi, cái gì mà lửa mà mạnh dữ vậy trời. Khùng quá, đi đốt nhà mà hột quẹt lửa mới to, đốt mới cháy chứ em. Em mời lại chưa? Ôi ơi. Ôi ơi. Anh rồi hút cái mỏ anh thương quá vậy. Cái mỏ như một cá trừ kiến đẹp ấy sợ. Em dâng lửa lại cho anh. Dạ. Bây giờ anh ăn gì anh uống gì anh nói liền em làm chứ, vậy em cũng không dám nói gì hết chứ trời. Quán có gì không em? Bán đủ thứ trên đời, không có cái gì không có. Món Á, món Âu, món Tây, món Ta, món Tàu gì có hết á. Có bào ngư không cưng? Dạ có bào ngư. Gì cá? Dạ có gì cá. Yến xào? Dạ có yến xào. Chơi ly hột é đi em.
Ủa có lộn anh, sao hỏi bào ngư di cá yến xào và cái kêu hột é là sao anh? Tại anh thích hột é em. À dạ. Em biết sao quán trước nó cháy không? Dạ sao vậy? Không có hột é. Mà nó nói xào qua, nó nói có bán hột é. Nó vô nó xây nguyên một trái thanh long cho anh uống em. Mà anh đâu có bị điên. Anh biết đốt nhà là đâu có bị điên, anh thông minh chứ đúng không em? Dạ, đúng rồi. Mà nó dám nói anh cái đó là hột é, anh đốt bấy quán luôn. Mất lòng nhau chưa? Em quán em có hộp é. Thì có hộp é thì lấy cho anh. Dạ rẻ lắm, có 15 ngàn ly ạ. Anh uống 3 ngàn thôi em. À thì 3 ngàn cũng được. Lát anh trả 15 ngàn nha. Anh có 3 ngàn. Ừ thì anh có 3 ngàn. Ừ, lát anh trả 15 ngàn nha. Anh nói anh có 3 ngàn hả em hiểu? Thì em biết anh có 3 ngàn mà. Tao nói tao có 3 ngàn hả? Bé em bán 15 ngàn chứ giờ 3 ngàn. Bà chủ mới trừ lương em vô rồi sao? Có bao nhiêu tốn bao nhiêu? Lấy ra. Thì sao mày bà bao nhiêu? Mày lấy không? Ai bà chủ ơi, ai bà chủ ơi. Khách khó tóm lại mày làm khóc ông sợ vậy? Tại sao mày phục vụ khách? Anh là cái gì? Dạ thưa anh, dạ thưa nhân viên của em không biết cách phục vụ anh. Dạ em xin lỗi anh nhiều nha. Đó, bà chủ coi. Dạ. Em xin có ly hột é. Ôi trời ơi. Nó không đem ra. Tại sao vậy hả? Tại sao tôi bán hột é mà không bán là sao? Tại vì anh... Tại vì cái gì? Hả? Bộ mày coi thường hả? Ăn mặc cái gì mày coi thường người ta hả? Uống hột é mày coi thường hả? Không phải. Không phải cái gì, cho dù ảnh có đòi uống một ly trà đá mày cũng vẫn phải phục vụ ảnh nghe chưa? Ý kiến gì đi. Mày không cần ý kiến gì hết. Mày đi vô làm sao mày lấy một ly hột é cho tao? Nhưng mà ảnh có... Mày em! Có cái gì? Người ta có tiền người ta mới vô đây, người ta không có tiền người ta vô đây làm cái gì? Làm sao? Đi vô lấy hộp é ra đây. Mà nói nha. Mày im nha, mày im nha. Dạ thưa anh, em gái miền Tây xin thành thật xin lỗi anh là bởi vì nhân viên của em chưa phục vụ đúng cách à. Bà chủ đúng là bà chủ. Dạ. Khôn quá trời khôn. Dạ luôn. Em khôn mới là chủ quán, còn nó ngu à, mới làm nhân viên. Ngồi chơi. Dạ. Dạ hộp é nè anh ơi. Ừ. Mày coi. Em phải dạy nó vậy đó anh à. Thằng này coi quán, trong coi quán cũng dễ thương á bà chủ. Dạ. Ngon chứ anh hả? Dạ. Trời hay quá, anh hút như trâu hút vậy ha. Một phát một. Dạ thưa anh à, anh còn uống gì nữa không ạ? No rồi. Dạ no rồi hả anh? Dạ no rồi thì sao anh? Tính tiền về chứ sao trời. Dạ dạ. Dạ thưa anh, ly hộp é này em bán 25 ngàn. À, em còn có 3 ngàn hả? Dạ 3 ngàn để cho thằng này cũng được, còn em là hộp é thì 15 ngàn. Thì bởi mà em còn có 3 ngàn hả? Dạ nhưng mà hộp é em 15 ngàn. Em mua 3 ngàn. Không có 3 ngàn là anh ngồi mấy hàng rong ngoài đầu đường, tại quán em phải có đóng thuế thì ra là 15 ngàn. Chị ơi em còn có 3 ngàn chị lấy không? Phải đưa thêm 12 ngàn mới đủ 15 ngàn anh. Dạ bây giờ nè, em nói em có 3 ngàn hả chị lấy không? Anh mới đốt cái quán sớm trên tuần trước á chị. Em còn có 3 ngàn hả chị? Chị lấy giùm em. Dạ. Ông nội em cũng dám lấy nữa. Thôi hồi về đơn vị gốc đi. Không, chị không lấy em giận á. Không, không lấy em lấy, em lấy. Dạ, em phát bài, em chia bài, em chia lại nha. Dạ. Vậy là quá không lấy hả? Mình chơi xì dách đây nha, mở bài xì dách nè, mở bài. Bùm, ê, 20 nút, mở bài, bùm, ê, xì dách, thắng được 3 ngàn. Ôi, thằng dễ thương gì đâu. cung cách quán và như phục vụ cũng ok á, anh thấy được á. Dạ. Rồi, bà chủ ơi. Dạ. Quán có thẻ khách hàng thân thiết không á? Dạ. Chưa có hỏi thẻ hội viên nữa kìa trời ơi. Dạ, ở đây tụi em chưa có làm thẻ hội viên. Dạ, chắc nay mai quán em đóng cửa nghỉ rồi anh. Đâu? Mai anh dẹp quán đi. Mai cho em dẹp đi. Mai anh dẹp đi. Mai không được dẹp đâu. Dạ, không được dẹp à. Dạ, dạ. Em muốn uống một thẻ hoài. Nha chị. Dạ. Rồi ngày mai em ghé tiếp. Dạ cứ tới đi anh, ngày nào em cũng cúng cho anh ly. Cho em xin cái ly với cái này nha, về qua quán khác uống gì. Dạ. Ô cái ly xin luôn hả? Dạ thôi anh đi, vui vẻ anh. Dạ anh mạnh giỏi. Dạ, thương anh quá. Bà nội cha mày, tại sao mày không báo cho tao biết đó là thằng cô hồn? Cô hồn cái gì? Cô hồn cái gì? Dạ không có. Ủa sao anh trở lại vậy? Em rớt hộp thuốc. Ủa sao quán không thấy hả? Lượm chị, cái dưới chân chị kia. Dạ để em lượm. Lượm! Để em lượm. Mày ông nội tao rồi biết tao lượm mày. Em quên, chị là chủ em quên luôn. Mà chia bài, ý, bán được hộp thuốc. Phong cách phục vụ là được nhưng mà tham. Dạ. Mấy người tham. Dạ. Cho xin cái chén nha. Dạ, dạ có nhiêu lấy ớt đi anh. Dạ. 4 cái đi. Mai quán cũng đóng cửa rồi không sao đâu. Anh đấy, nói là không được nghỉ. Dạ. Cho xin tại còn ba đứa nhỏ nó ngồi ngoài nó chờ. Dạ. Thôi đi đi. Đi ngay đi ra bà chú ơi. Chào anh đi vui vẻ, thương luôn bình an nha anh. Dạ.
Anh ráng nha anh, sắp mưa rồi đó, coi chừng thiên lôi nha. Mày nghĩ làm sao nó xin một cái chén mà mày cho luôn ba cái chén? Trời đất ơi, mà không cho nó đốt quá làm sao? Hồi nãy tại chị không, em đã nói rồi, em đã nói rồi, em kêu chị đừng đi, em nói là thằng cô hồn. Trời ơi, bà kêu tôi nín. Tao đâu có biết mày ngu như vậy. Ít ra là mà khi mày biết nó là thằng cô hồn rồi, mày đừng có mời nó vô đây. Hồi nãy cái cũng cái miệng chị nha, chị nói là mày lôi kéo khách vô, bất cứ khách nào có ánh mắt mày có thân thiện với cái quán này nhìn vô cái là mày lôi vô cho tao. Chị kêu không à? Thôi bây giờ mày ra mày đón khách, rồi bây giờ khách nào có ánh mắt hiền hòa, ánh mắt nào mà khách nào mặc đồ sang trọng mày mới mời vô nghe chưa? Chắc là mặc đồ sang trọng, ánh mắt hiền hòa mới vô phải không? Ờ. Thà nói vậy đi, tao hiểu. Trời ơi trời, mày giết tao! Ba cái chén tao trừ một tháng lương của mày tiếp tục. Trời ơi, có ba cái chén mà. Rồi sao? Ra ngoài đón khách. Có mình tôi mà không có chống ai trơn trời á. Có con trai có râu cũng như không nè. Quét nhà là quét nhà đó. Trời ơi, thấy miệng cười tôi rối ở trong bụng chuyện đầu thúi ruột vậy đó. Từ ngày chồng tôi nó qua đời tới giờ để lại cho thằng con trai. Tôi mẹ ơi không biết mà tôi cưng nó cưng quá trời quá đất rồi giờ cưới vợ cho ẩm. Đó rồi giờ này đó, ẩm với chị đó còn ngủ để cho con già này ra đây quét nhà. Nó mới gì, tôi nói đời nó khổ vậy đó. Tao kêu ông dâu tôi ra coi nè. Châu à, Châu. Dạ. Ra má biểu rồi con. Ra biểu rồi nè. Má kêu con hả má? Ra đây coi con. Dạ. Trời đất ơi, chịu nổi đời á. Trời ơi, chả dò. Răng cũng cắn. Trời ơi, chả dò mày chơi lắng o trên đầu con hết trơn trọi vậy con. Đẹp quá, dẫu má thấy cực quá. Ê, má hỏi nè. Dạ. Chồng con tư liệu đâu à? Ủa con không biết. Trời đất ơi. Hồi tối giờ hai đứa bay. Tối anh có lên mùng ngủ. Ừ. Nhưng mà con ngủ dậy con không thấy anh đâu hết á. Trời ơi, ông nội ơi. Trời đất ơi, có chồng sao con không biết giữ chồng? Mà nghĩ sao tối 2 giờ chồng ngủ chung mà sáng để cho đi mất tiêu là sao vậy? Con không biết nữa. Trời đất quỷ ơi, bây giờ gì nha? Bây giờ mà nói con nghe gì? Dạ. Tao cũng đà, tao cũng hồi hộp, tao cũng lo âu trong bụng. Dạ. Mà rồi mắt cũng không muốn nói ra. Thôi giờ con nói má mới nói nè nha. Dạ. Mày có thấy chồng mày lúc này nó kỳ lạ không? Ấy hình như là tối nó không ngủ mày. Nó rõ rải tức làm gì lụng dưới bếp á. Má xuống má rình. Dạ tao má. Rình. Tao rình cái sao thấy nó mày biết không? Tao không biết nó làm cái giống gì không biết. Mà nồi niêu xôn chảo tao nó bể lén nó móp hết trơn. Tao còn chén nữa hả? Cứ bể rộn rãng gì đó. Ủa gì kỳ coi. Vậy má? Thì bởi gì? Anh má không biết nó làm giống gì nữa. Hỏi nó không nói. Má nói con mới biết á nha. Con mới nhớ ra đó nha. Sao? Lúc này anh kỳ lắm. Kỳ sao? Tối anh đi ngủ á. Ừ. Mà anh nằm anh cứ mở mắt anh nhìn trừng trừng lên vậy nè. Vậy hả? Cái lâu lâu cái anh nhìn qua con. Nhìn con? Có sao nữa? Ý anh muốn cái gì á má ơi? Tao xa vắng lâu dữ giờ mày nói cho tự nhiên lòng tao nó rộn ràng. Trời ơi, tao lâu vợ đó? Chồng nằm gần nhau nó ngó mông lung rồi xong nó nhìn mày. Tao ơi là mày hiểu nó muốn cái gì rồi thì mày làm ơn mày đáp ứng lại cho nó giùm tao đi. Ôi má, nó không có phải vậy đâu. Không phải gì với lại giống gì? Anh nhìn mà con mắt anh kỳ lắm. Kỳ lắm hả? Xa xăm mà đâm chiêu lắm á. Vậy hả? Dạ. Ê hồi đó tía nó cũng nhìn tao vậy đó. Mày hãy nhìn cái là tao dính đầu nó đó. Vậy hả má? Giờ phải nó nhìn con vậy không? Dạ không phải. Được vậy cũng mừng. Vậy chứ sao mày nói vậy sao? Mà tao cũng hồi hộp. Tao cũng mau quá à. Mà anh nói với con á là hả? Anh đi tập cái gì á mà sáng con không thấy mặt anh đâu hết á. Đi từ sáng sớm cho tới trưa ở ngoài ruộng á má. À, nghĩa là con nghi nó có mèo mỡ gà đồng vậy. Dạ. Phải không? Cho nên nó bỏ nó đi vậy phải không? Dạ. Không có đâu. Trời ơi, tao đẻ nó, tao biết con tao, tao biết mà. Nó không có ai đâu, nó giống tía nó lắm ha. Nó thương ai nữa, thương chết người đó thôi à. Nó thương con lắm á, không có vậy đâu. Thôi bây giờ vậy. Bây dạ. giờ con nói má nó cũng hồi hộp lo âu ha. Dạ. Thôi bây giờ để má kêu nó ra đây. Má hỏi coi, coi nó tính cái giống gì mà tối nó lục đục, nó không ngủ mà mắt nó nhìn xa xăm ha. Má má, nhưng mà má nói ngọt ngọt, má dụ ảnh đừng có để cho ảnh làm cái gì ấy như có lỗi với con nha má. Ơi, đâu có cố, đâu có. Dạ. Nè. Để má kêu nó nghe cha. Dạ. Để tao lo. Trời ơi con. Dạ, tao dạ. tao đẻ ra tao dạy được má. Dạ. Con coi nè nha. Dạ. Bảo đảm kêu một tiếng một rồi nó xuất hiện liền. Để tao kêu. À. Tư liệu. Ba hồn chánh vía mày đâu rồi, ra má biểu cái tư liệu. Ủa
của ba mẹ nó sao không thấy đằng nào trơn trời vậy con? Má kêu vậy sao ảnh ra? Phải không? Chồng của con biết à. Để con kêu cho ảnh ra liền à. Ảnh thích ngọt lắm. Ra mày kêu ra tao nghe cả nha. Ừ. Anh Tư ơi. À. Trời ơi. Anh đâu? Anh mở sắp liền nha mọi người. Mà đi sáng sớm qua sớm trên cũng không yên với hai mẹ con ở nhà không lo gì hết trơn kêu riêng hoài ông gì đẹp trai quá không chờ quá chút xíu quá con qua con anh đi được không đi trời em trời ơi anh cái cầu khỉ này dưới quê mình đi hoài quá. Nhưng mà rất buồn dưới quê mình nó còn khổ quá đi cầu khỉ kỳ này quyết định lên Sài Gòn làm chuyện gì đó kiếm chút đỉnh về xây cầu xi măng cho bà con quá dữ nghe xuống kỳ này đi à xuống con đi nghe ba nghe tôi đây tôi xuống xuống sao gọi ra đây con ra đây cái gì mà kêu ghéo sùm vậy trời quá. Tao kêu mày không ra chứ con vợ mình nó kêu một tiếng cái này ra liền kêu ghéo cái gì tôi đi tôi có làm gì đâu mà kêu ghéo quay ra má nhìn coi quá trời đẹp trai quá quý đẹp trời đất anh làm gì mà anh diện dữ vậy mà nhìn cái này thấy không quần đỏ sợi dây nịt màu xanh đó chơi là phải chơi tới bến vậy đó rồi. Dưới mình mà dưới mình mà chơi vậy mới không đụng hàng chơi thường mấy thằng kia nó coi rẻ lắm đó con dạ con đi đâu mà sáng cái con đi ra tú cả đầu ngoài đồng rồi con ăn mặc chỉnh tề con chuẩn bị làm như con sắp sửa con đi đâu á con nói chung bữa nay á là mặc đồ giày biết rồi chuẩn bị đi à đi hả đi đâu con đi làm ăn lớn à trời mày làm ăn lớn làm gì làm đâu đi Sài Gòn đi Sài Gòn hả trời ơi đi Sài Gòn lận á má đi Sài Gòn con làm gì trên đi thi hả mà nói nghe mày đừng nói lớn tao nghe tao cười vậy trời đất ơi chữ nghĩa mày đầy lá mít à mày đọc được chữ quốc ngữ là ngon lắm rồi dạ đúng rồi học tới đâu rồi mày đi thi cử mày thi chữ thi cái gì ma với vợ con hiểu lầm rồi cái sao con đâu có lên Sài Gòn con thi chữ nhưng mà thi vậy kỳ này đi làm ăn lớn mà lên chảnh thi chữ đâu có lại ai với lại lớn rồi đâu có thi chữ nữa được chứ con thi gì chương trình gì anh chương trình mà má với vợ con khoái đó chương trình mà đây nè đây nè đây nè chương trình Việt Nam Good Talent trời tao hiểu tao con mày đó mày hiểu không mày vợ đó mày hiểu không nha là cái gì chữ nghĩa dưới quê không gành chứ lên chảnh là sổ chơi à trời ơi Good Talent là cái gì ba tiếng Việt là tìm kiếm tài năng tiếng Anh là Việt Nam Good Talent con với má thì con chưa đi gì hết kỳ này đi quốc cái kiếm mười mấy chai về chơi ra ơi cái chương trình mà tối chủ nhật mẹ con mình ngồi dạ, coi dạ, đó đúng rồi đúng cái đúng kỳ rồi. Rồi đó chủ nhật kỳ rồi má ngồi với vợ con má coi cái má vỗ tay hoài trời con ơi. Có thấy má khoái chương trình đó con lên con thi tao khoái cái thằng đố kiếm á đó kỳ này con lên anh lên anh làm những cái chuyện mà không ai dám làm chỉ có mình anh dám thôi được không con được không, không anh? Được đi lên cho măng nhục với người ta hả trời ơi đã thi mấy ngày nay ăn ngủ không yên sáng sớm là ra đồng là tập hèn rồi chi. Nó ra đồng nó tập con tập á không có gì hết trơn á vậy á kỳ này con lên chảnh con làm mấy chương trình lận con làm nếu gì? Thi cái tìm kiếm tài năng mà con giật không được thì con nhảy qua cái vượt lên chính mình nói chung là thằng nào có tài trợ mà có tiền là con nhào vô con quất hết vậy à rồi mới về xây cầu cho bà con đi chơi nó nói gì cũng tốt nhưng mà giờ con lên tỉnh nè dạ con định làm cái gì con nói cho má nghe coi làm gì hả trước tiên là vô thi cái tìm kiếm tài năng trước dưỡng sức để thi cái vượt lên chính mình sao rồi bây giờ vô đầu là cái môn mà con luyện mấy bữa nay là mà má gì? Với vợ con không thấy tuần rồi má thấy thằng kia nuốt kiếm chuyện nhỏ vậy sao chuyện đồ võ chuyện con nít chơi vậy kỳ này mới chuyện lớn vậy nuốt cái khác con nuốt cái gì nuốt chổi hả trời ơi cái chổi đâu mà má trời ơi nuốt mấy rài trầy cuốn họng hết trơn á trời ơi
tư liều. Tôi cái này nè, nó nè, mấy bữa nay nè, nuốt sáng nào cũng cầm nó nuốt không đó. Không nổi ơi. Thôi anh vậy sao nuốt không? Dạ. Được không? Má với vợ con yên tâm. Ừ. Con đi là con biết con phải làm gì. Ừ. Được thì quy hoàng. Ừ. Không được thì ngày tàn bảo được. Chúa. Không. Con ơi, mày có chắc mày vớt được 10 triệu không? Thì vớt không được, thì cũng lãnh được 5 triệu. Không phải, tao không sợ. Không tin nuốt thử chơi cái bảo là biểu diễn nè. Được không con? Coi đi rồi góp ý. Mày đừng làm tao hồi hộp nha. Nuốt từ từ thôi nha. Tao hồi hộp nghẹn con anh má thôi. Con mình con sáng đó. Chưa ăn gì hết, chắc nuốt cây này no tới chiều luôn à. Không, tao bước con, à, tôi bước nha. Tao con mình mày đó, mày đừng làm cho má hồi hộp nè. Con coi đi rồi, hãy yên tâm. Ừ. Chờ ngày chiến thắng. Ừ, đâu làm có được không? Trời ơi, ghê quá. Hồi hộp quá. Nuốt bây giờ nè. Muốn nuốt hết cây hay nuốt nửa khúc? Cho ý kiến người xem luôn. Thôi giờ tùy ý. Nuốt nửa khúc đi anh. Quất luôn cái nồi này luôn đi. Trời ơi. Tôi nuốt là tôi ưa có sung lắm, tôi quất hết không? Trời ơi, được không con? Hả? Con. Mày đừng làm cho tao sợ nha. Con ơi. Đợi có nhé. Người ta nuốt mà bà nhát hoài. Bà biết tôi sợ không? Trời ơi. Cho mày làm tao hồi hộp. Hồi hộp thì nín đi. Cái hồi hộp nó để trong lòng. Nói ra ngoài cho tài năng người ta đi hết trơn à. Mày nhắm mày được hả? Mày nín đi. Bà để tôi nuốt đi. Đi thi kiếm tiền về mà mẹ con không động viên còn nói này nói đó. Thôi con nuốt nghe má. Anh nuốt nghe em. Dạ. Tôi nuốt à. Trời ơi. Mày nuốt đi. Được không? À. Nuốt là xưa rồi. Hả? Nó nuốt ở trên xuống là thưa. Chứ mày làm gì? Ở dưới chọt lên. Trời ơi. Được không? Tao giết mày chết rồi. Đưa ra tao. Mày đưa đi. Giết giấc mày. Thôi anh ơi. Anh đừng. Quý. Trời ơi. Mèn đo đồ bỏ. Mày ta dưới ta lên cho nó gọn. Mày có chồng mày đó. Nuốt gì cho tay gớm muốn chết à. Con sao bởi con giỡn hoài. Con nhắm một lần nữa con làm cái gì. Nói chơi với kỳ này. Ừ. Con lên ai mà nuốt cây chổi. Ừ. Con có luyện mấy ngày nay. Con ra ngoài cái vườn xài của mình á. Ừ. Con có luyện rồi. Và kỳ này con sẽ lên. Con làm cho ban giám khảo tìm kiếm tài năng. Ừ. Một phen khiếp vía. Ừ. Phải làm nở mặt sống lại. Biết con thi cái gì không? Con thi cái gì? Con trước tiên con sẽ chào ban giám khảo. Ừ, rồi sự. Con nhào xuống bàn ban giám khảo. Mà làm gì? Con nằm trên bàn ban giám khảo. Trời đất. Nằm chạy bài ở trên. Cái gì hả? Bắt đầu con thi. Con thi gì? Thi con gì? Lấy nguyên ổ kiến lửa. Ha? Kiến vàng đủ loại kiến con để lên bụng con. Trời con ơi. Con rải mật ong. Con rải mật ong cho nó bu nó cắn. Wow. Con chế xăng hết cái bụng con bật con quẹt đốt một cái xèo. Trời ơi. Tất cả các loài kiến chết hết, còn con còn sống. Hả? Một con còn sống. Vậy mới đậu. Con gì con? Không phải con kiến anh. Con gì còn sống con? Anh nói đi, nói. Dịch bắt mày, mày làm cái gì vậy, mày không chịu nói. Con gì mà kiến chết hết trên bụng mày, còn con còn sống. Nghĩ đi. Vậy? Suy nghĩ đi. Tự nhiên kiến chết hết còn con sống. Không gì. Sống mới đậu vô chết hết sao đậu. Biết con gì không? Không. Biết không? Dạ không. Con người. Trời ơi. Con người còn tươi rối là anh nè. Trái hết kiến anh còn sống bảo đảm. Môn này lấy mười mấy triệu về xây cầu cho quê hương. Chắc có bị phỏng không anh? Không hả? Không phỏng. Cái chuyện đó anh lo, anh biết. Rồi phải không? Rồi bây giờ nè, rồi. Con nói má, chuẩn bị, con đi rồi. Con hẹn mấy bạn, khán giả ái mộ á, ở trên xóm đi theo cũng như cổ vũ cho con. Rồi. Bây giờ con chuẩn bị, con đi á. Má lo đồ đạc cho con đi, con có soạn cái vỏ rồi. Rồi. Con đi à. Giờ đó là từ giả với vợ bay đi, dạ. Nó thấy nó buồn lắm á nghe. Rồi để con rồi. Đi bỏ nhà, lo lắm. Nghe. Ở nhà má dòm ngó, rồi. Dòm con. Để tao lo. Ở trên xóm trên có thằng kia nó dòm ngó hoài đó. Biết không? Biết thằng đó không? Có đâu. Có. Con biết. Con hỏi tên nó con biết rồi. Mày nói lộn, nó ngó tao chứ không phải nó ngó vợ mày. Cái ông ngó ma khác, còn cái thằng ngó vợ con thấy. Vậy hả? Biết thằng đó, con nói luôn, mai mốt coi chừng nó không con. Nào. Đồng dao. Trời ơi. Mệt quá, sao đói đi, tôi vô tôi chuẩn bị quần áo đi. Ra không? Em. Anh đi. Em phải vui lên chứ. Tại
sao mà em không thích anh đi, sao anh đi đem thành công về cho quê hương chứ anh đâu có đi cái gì tầm bậy tầm bạ đâu mà em buồn. Hồi nãy giờ có má ở đây em không có nói. Ừ. Bây giờ má đi vô rồi, em hỏi anh nha. Hỏi đi. Anh nói thiệt đi, anh lên Sài Gòn làm gì? Làm gì nãy giờ nói rồi. Em phải tin anh. Anh lên anh làm ăn. Không có. Anh Thi. Anh nói cho em nghe thật rõ ràng, không thì đừng hòng này nọ chi mắc công. Sống ở quê chỉ giỏi cái làm nông, rồi lên thành phố biết có làm gì được không hả? Từ từ để anh nói cho em nghe, anh lên Sài Gòn là vì em và mẹ đó. Phải không? Chớ mà bận tâm, em chớ đừng lăng nhăng cho khổ lòng anh. Đừng có làm cho anh bối rối, trong trái tim anh luôn yêu em chân thành. Anh lên Sài Gòn vì tương lai của hai chúng ta ngày mai. Ủa? Sao vậy? Anh kể cho em nghe rồi, tại sao em buồn vậy? Buồn em phải đó. Tin tưởng chồng em. Sống với em, anh đâu có lãng hoạn với ai đâu. Em tin anh đi. Châu, cho anh đi đi. Anh không có mê ai trển đâu mà. Cho anh đi đi. Làm sao em tin rằng anh chân tình? Ở nơi phố thị nhiều cô gái đẹp xinh, làm sao yên tâm ở chốn đô thành? Chỉ một mình anh chẳng có người nào thân. Cũng có lý ha, ở trển không có ai hết. Nhưng yên tâm đi, anh lớn rồi, anh biết sống sao. Đừng lo cho anh. Em dạ. Dù không một người thân, dù không còn đồng xu, nhưng anh đây đã quyết đi chuyến này công thành. Phen này anh quyết sẽ đi, xin em hãy yên lòng. Chuyện này anh quyết định đi, em chớ đừng lo sợ. Anh không nản lòng dù có gian nguy. Chẳng phải em không tin anh mà vì em luôn lo lắng. Lo gì? Chẳng phải em không tin anh mà vì em đây quá. Dù biết rằng anh đang nói thật lòng, nhưng không biết sao em cứ phập phồng lo sợ. Vì chốn đô thành cám dỗ ai hay, tháng ngày tay gối bên tay, giờ anh xa xứ thì hỏi ai không buồn. Hả? Dạ. Anh xin thầy không sai lời, từng lời ở trong trái tim anh luôn luôn yêu em, luôn luôn thương em, không phôi pha em. Tin tưởng anh đi nào, anh đi xa nhưng không mê ai đâu ba xa ơi. Em yên tâm đi, em chớ suy nghĩ, em chớ đa nghi. Em ở nhà ráng lo cho mẹ giùm anh đi. Em nhớ nấu cơm cho mẹ ăn giùm anh nhé. Lo cái mà lại lo, chỉ lo anh thích cái chân dài. Rồi quên bến cũ, để em ngày đêm mong chờ. Em buồn em biết làm sao, đi mà chỉ hỡi chồng ơi. Đừng có đây nữa. Giờ đừng nghi ngờ, chớ có lo sầu. Hãy cứ tin chồng, luôn thì chung đi. Anh đi lên Sài Gòn, nhưng lòng anh vẫn nhớ anh thương vợ lắm. Thiệt không? Yêu em lắm, anh không giấu diếm, anh không.
mời gái đâu em ơi. Một bà xã thôi mà. Sao lộ hoài vậy? Anh nói bụng hả? Một bà xã thôi mà. Không vợ con nghe má. Thôi để má lo con. Người ta giờ ngô nó dữ lắm đó. Má biết rồi. Dẫu con lên Sài Gòn, lòng của anh luôn luôn nhớ về vợ hiền. Má với em sẽ vui và sẽ không lao động vất vả ngoài đâu. Anh đi phen này làm rạng rỡ cho gia đình. Em ở nhà lo mẹ giùm anh. Anh lên Sài Gòn, anh đi thi gót ta lần. Em ở nhà, em lo mẹ giùm anh. Xin kính chào quý vị. Xin giới thiệu với quý vị, tôi tên là Hồng Ngọ. Mày là con ngựa. Mày đáo giác mày tìm chỗ mày ra khỏi cái nhà này hả? Hả? Ủa ba ở đâu mà sao con làm gì ba cũng biết hết trơn vậy ba? Ba ơi, ba ra đây con nói chuyện chút xíu ba ơi. Mày ồn ào quá, câm họng lại đi, tao xuất hiện rồi mày. Hả? Ăn mặc vậy mày nói tao cô dâu hả mày? Chứ ba mặc lè lẹt quá, hột quá trời hột rồi, giống y chang cô dâu vậy đó à. Hột nhiều quá để làm gì còn, phải gắn lên trên này hiểu chưa? Ba vậy chừng nào ba mới cho con lấy chồng? Không có chồng gì hết trơn á. Sao vậy? Tao nói cho mày biết nghe, đàn ông trên đời này bây giờ không có ai tin tưởng được hết á. Toàn là tiểu nhân bị ổi hạ lưu đê tiện, đạo sĩ thúi không à. Nói chung đàn ông là một sinh vật hiếm có tàn nhẫn nhất trên hành tinh này, hiểu chưa? Ba mắc cười quá à. Phải chi ba là má, ba hận đàn ông á, con thấy mắc cười. Ba là ba là đàn ông, mắc mớ gì ba hận đàn ông dữ vậy? Tại má mày tao mới hận đàn ông á. Thôi ba đừng đổ thừa, má con mất từ lúc con còn nhỏ xíu kìa. Trước khi má mày mất á, má mày đã lấy tao rồi, đẻ mày ra rồi. Vậy đó, mà cứ đem tao ra so sánh với một số đàn ông khác, so sánh một cách khập khiễng. Nghĩ sao tao vậy đi so tao với Bình Minh. Một ngày nọ bà ngồi bà lặt ra, bà nhìn lên tivi bà thấy Bình Minh, bà la lên nói trời ơi, biết bao giờ chồng tôi mới cao được bằng Bình Minh. Má con nói đúng chứ bộ. Đúng cái gì bà đúng, sao bà không nhào vô tivi bà hỏi Bình Minh, Bình Minh chừng nào mày lùn bằng chồng chị. Rồi cái xong tao tức quá tao đổi kinh, cái bà thấy Phạm Văn Mách cái bà cũng so sánh với tao nữa. Bà nói trời ơi, biết bao giờ chồng tôi mới có cơ như Phạm Văn Mách. Má con nói đúng chứ bộ. Sao bà không nhào vô bà hỏi Phạm Văn Mách, em ơi em có cơ nhưng mà chồng chỉ có bắp. Trời ơi. Sao người ta mới chuyển kinh, tao thấy Nhật Cường là tao yên tâm rồi hả? Vậy mà cũng đem tao ra so sánh nè. Bà nói trời ơi, biết bao giờ chồng tôi có nhiều mụn như Nhật Cường à. Để chứng tỏ người đàn ông bản lãnh. Nổi điên không? Sao bảo nhào vô bà hỏi Nhật Cường ơi, chừng nào em nặng sạch mụn bằng chồng chị. Gây qua gây lại cái bà ói má mà chết trên giường à, nổi điên không?
Đó thì giờ á chừng nào mới cho con lấy chồng? Không có lấy chồng vậy đó, tao gìn giữ cho mày mấy chục năm rồi, làm ơn làm phước gìn giữ thêm vài chục năm nữa đi bà nội. Ba nói ba nghe nè, ba đừng nói với con á là chỉ khi nào á mà con kiếm được người đàn ông á y chang ba, ba mới cho con lấy nghe. Đúng vậy, chừng nào kiếm được một người đàn ông xuất sắc như tao thì tao cho lấy. Kiếm rồi mà kiếm không có ra. Con nói ba nghe nè, trên đời này á có mình ơn ba tôi đó. Con nói thiệt, ba ném về á quái thai quái thú đó. Trời đất ơi, trời đất ơi, ai nói mày tao quái thai quái thú đó mày? Tao là quái vật nha mày nha đó. Không có chồng gì hết trơn á, mệt quá đi. Ba à, con nói ba nghe nè, ba nhìn kỹ con đi nghe, rồi quay sau lưng quay. Đó, dắt tay nhau đi nè. Thôi, giống y chang bà mẹ dắt con đi siêu thị không? Rồi, quay ngược lại nữa nè, dắt đi nữa nè. Đó, nhìn từ trước nhìn lại đó, giống như chị dắt em đi học vậy đó. Giỏi lắm á, người ta nhìn kỹ vô mặt hai đứa mình đó, người ta tưởng hai bà bạn thôi. Trời ơi, mày nghĩ sao mà nói tao bà bạn này vậy bậy, hả? Chứ ba bận gì ra đường, ai nói ba là ông á, con ba đó. Tao nói không có chồng gì hết trơn nghe, nghe mệt mỏi quá. Mày quá. Ba, cái gì? Trời ơi, ba thay đổi cái suy nghĩ của ba đi. Con bữa nay con qua mặt ba rồi đó, con vượt rào rồi đó. Hả? Mày vượt rào rồi hả? Trời ơi, hèn chi tôi thấy nó sổ ra như bao gạo vậy trời ơi. Trời ơi, con mập là tại vì con già rồi, con mập đó chứ không phải là con cái vụ kia đâu, ba đừng có tưởng. Con già lắm rồi đó, con nói cho ba biết. Chứ mày nói mày vượt rào là sao? Hôm nay con mời ảnh tới cho ba coi mặt đó. Trời ơi, mày gan quá vậy hả? Ba nghe nè, ảnh đó ha, là một người á, nghệ sĩ rất là nổi tiếng. Mà ha, ảnh ở trong đoàn á, ảnh là kép chánh không đó ba. Ảnh chuyên môn đóng những cái vai mà kêu bằng á, là con người nghĩa hiệp. Một cái con người mà tốt, mà ta nói trời ơi, bản thân ảnh anh tốt từ trên sân khấu tốt ra tới ngoài đời đó ba. Ảnh xin người ta ha, đóng mấy cái vai á, mà cà chớn cà cháo hả, chưa bao giờ ảnh được đóng luôn. Ba mà gặp ảnh nè, mà ba sẽ hối hận nếu mà ba không cho con lấy ảnh. Ảnh là cái niềm ước mơ của biết bao nhiêu nhỏ hot girl đó ba. Vậy thằng đó chắc nó bị điên rồi sao? Hot girl nó không lấy nó hốt nguyên con voi rừng Tánh Linh vậy trời. Cách đây chục năm con cũng hot girl chứ bộ, tại vì ba vú hoài ba không có cho con lấy chào. Ai vậy? Đúng rồi, anh tới. Thôi đi, tao xem lừa dối anh. Cái gì à? Tao xem lừa dối anh. Cái gì? Cái gì vậy? Con riêng phải không? Hả? Hả? Nghĩ sao mà rồi mẹ? Con đừng có nói nữa, đi vô lấy cho chú chi ly nước thì chú nói chuyện với má con. Mày nhìn kỹ cái mặt đấy nè, cái mặt vậy mà mày kiếm bằng con hả mày? Ờ, à, trời, chú xin mày lỗi. Mày nhìn kỹ mặt tao vậy mà con mày hả mày? Xin lỗi, tại vì trời ơi, tao nói cái dáng học sinh mà mặt phụ huynh. Trời đất ơi. Biết rồi, đây là ở đợ nhà em phải không? Thôi, trời đất ơi. Chú lấy nhầm con hai ly nước trà đá rồi nói chuyện nha, cảm ơn chú nha. Cái gì không hiểu hả? À, chắc Việt Kiều phải không em? Người, nhìn này chắc là Thái Lan nè, phải không? Sao vậy kha? Sao mà đây khá bảo bây giờ chắc hàng chú ta bằng của nít cả ở đợ nó cả một cái ly nước trà đá nè. Khá bảo là của tôi leo leo leo. À, biết rồi Việt Kiều Lào. Sao tổn na tổn na bạc cái quần sao lỏn na tổn na quần na bạc cái tổn tẹt ca na. Hùng mà cái là cái tiền tổn. À, người Hàn Quốc hiểu luôn. Cuộc chiến đi gọi nó ở nhau cuộc chiến đó. Thế như hai con điên vậy trời. Cái nhà này kỳ quá, bây giờ có lấy nước hay không? Cái gì em? Nghe cho kỹ nè. Sao? Ba tôi đó. À, thì. Nó bắt đầu sợ rồi. Chết rồi. Nó sẽ xin lỗi. Tôi xin lỗi bác nha. Nó bắt đầu chuyển giọng nịnh mình. Cô không ngờ bác giống như con quỷ vậy bác. Trời đất ơi. Trời đất ơi, con nhìn em đẹp mà cô không ngờ bác nhìn như con quỷ vậy. Không thể mà có người nào dị dạng như bác. Bác giống như một cái loài mà đẻ ra mà mòn sai sai múi giờ mà nó nhìn nó kỳ cục lắm. Bác hiểu không? Trời ơi, không có một cái người nào mà lùng một cách giả mang mà lùng xúc phạm người nhìn như bác hết trơn á. Lùng mà lùng không kiên nể ai, lùng bao nhiêu lùng dành hết à. Bây giờ bác thử bước xuống dưới coi, người ta ngồi bằng bác đứng bác tin không? Trời đất ơi, có cái con người nào mà kỳ vậy? Ma mình. Trời ơi, nói thằng vậy mà mày ngồi cười hả? Không, con mắc cười, con xin lỗi ba, tại con mắc cười. Đó, vậy thôi đi, mình nhìn tao nó hoạt hình cũng ra hai con người này. Mày dễ sợ tao nó làm sao một con chuột mà phọt ra con hà mã. Nó kỳ cục lắm, nó tao mày sẽ ri mới làm được cái chuyện này. Trời ơi. Bị tán nữa mà vui dễ sợ. Không biết hai ngày xưa người ta làm sao ta. À, hay là làm đặc xăng, đu dây hết rồi. Đu dây thiệt. Đu dây qua đây, cắt dây.
bé học máu. À, không phải đồ gì chắc chừ. À, biết rồi, tạc răng, đu cục điện. Đu cục điện, phóng thang, leo thang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, gạt thang, té. Không phải, ba ơi. Ba. Thôi, để tự con làm được rồi ba ơi. Phải đánh con nữa, con đâu có muốn cười đâu. Tại vì nó mắc cười thôi, con xin lỗi ba. Đánh đi, vô, chơi tới đi, chơi tới đi. Mày sợ bữa hả, mày sợ hả mày, đánh cho mày chết, đánh cho mày chết. À, hay quá, thực hành rất đúng như clip giáo dục của các giáo viên của trẻ em. Hay quá, đây, ê, nó nói là kìa, hốt cho nó ăn lại đi. Mày sợ hả bữa, nhớ đầu mày vô luôn nước là mày chết trà nha. Đó, mày sợ hả bữa. Thôi hay quá, à, kiếm lên quyên sinh, đem đi quyên gót từ thiện. Kiên không nổi. Trời ơi trời, cái đùi của nó bằng cái lưng của tôi rồi trời ơi. Cái nhà này kỳ quá ha, trật tự nhà này kỳ quá ha, vui quá ha. Bác, trời công nhận gia đình mình vui quá ha. Bác, ha, nhìn lương sợ. Thôi, bác ơi, thôi nha, bây giờ mình vô đây mình coi như mình hỏi tuổi coi có hợp hay không. Chứ mình thích gia đình này quá, vô đây vui quá. Bác là tuổi gì? À, con chó hả? Nhìn mà biết là chó rồi, mặt như con chó. Em tuổi gì? Anh nó nghe, anh thừa biết nha. Tôi tuổi ngựa anh biết. Thì đúng rồi, nhìn cái mạng nghe lưới em con ngựa rồi, nó thèm trai ra mặt mà. Con thì là có tánh con là con tuổi hổ, cái tánh con cái mạng con á, cái thiên mệnh anh hùng của con là con hổ. Bây giờ con phải trị vì cái gia đình này thôi. Bụng miệng đây ba ơi, cho nó nói. Con không ngờ anh như vậy đó. Trời ơi, anh có biết là tôi giới thiệu với ba tôi với anh sao không? Mà bữa nay anh đến anh làm như vậy hả ba? Bây giờ ba nói đi, ba chửi đi. Miệng nó lại, mày vô đây mày nói, mày không cho ai nói hết trơn á. Người ta muốn chen vô người ta nói cũng không có nói được với mày hả? Bây giờ mày nín rồi tao cũng không biết nói cái gì. Không biết nói cái gì để tao nói cho mà nghe. Trời đất ơi, cái gia đình này mất đặc biệt quá, tôi phải vô tôi làm lại cái gia đình này cho coi rúng liền, cho coi rúng liền để xem có vô được cái gia đình này không. Hai ba muốn coi đúng hả? Trời ơi, gia môn bất hạnh. Người ta nói rúng sâu sống lâu, trời ơi cái rúng mình lồi ra như cái mài ghẻ vậy, sống sao được lâu trời. Bác ơi, bác con nói thiệt khổ quá em à, tại sao ba em có như vậy? Ngày xưa nhìn tội nghiệp lắm, quen nhau thấy già hơn mình quá trời, mình nói là chắc là phải lớn hơn mình. Không, coi cái chứng minh nhân dân là nhỏ hơn mình 3 tuổi, hoang mang, nói 3 tuổi nhỏ hơn mà tại sao cái mặt già như vậy. Thì bây giờ mới hiểu, trời đất ơi, chắc em bị áp chế lắm phải không? Ở cái nhà này stress lắm phải không? Ở với một người cha vậy làm sao mà sống nổi hả em? Anh nín nha. Cái gì? Anh nói thêm mấy tiếng nữa là tôi với anh đập lộn nghe. Anh biết không? Hả? Anh đừng có nói. Tại sao mà anh mất dạy vậy? Tại sao mà anh đối với tôi như vậy? Miệng nó nói đi con. Để ra khỏi đi, ra khỏi đi. Bây giờ cha bịch rồi con cũng biết nói cái gì nữa cha. Không biết nói để thầy nói cho mà nghe. Bây giờ tôi vô cái gia đình này để tôi lập lại cái trật tự gia đình này. Cái gia đình này hỗn loạn quá, để tôi giáo dục lại từ đầu. Bác, con sẽ là trụ cột của gia đình ngày hôm nay. Bây giờ cho con hỏi nè, con nuôi em thì sợ người ta nói là con ăn của nhà mình. Cái nhà này, phòng này của ai? Của bác phải không? Nó to nhất bây giờ nó là của con. Con sẽ ở phòng đó. À, còn bác thì tớ ở đâu? Toilet đi. Hả? Con sẽ lấy cái giường ra. Trời. Thì nói chung là cái gia đình này là mọi chuyện nó phải theo cái sắp đặt của em. À, thì mai mốt đứng im. Cái gì? Mày thông báo cho tao biết cái gia phả nhà mày. Má mày làm gì? Dạ má con làm nghề từ thiện lắm. Làm gì? Đâm thuê. Hả? Má nó đâm thuê. Còn ba mày? Chém mướn. Vậy? Chị em gì không? Dạ có, nữa có hai người chị nó làm nghề cũng trong sạch lắm. Nghề gì? Tú bà. Trời ơi, vậy mà mày nói nó tốt đó hả? Nhưng mà cái đó made in dòng họ, con đã sửa đổ rồi, con không làm gì cả. Con là người rất là đàng hoàng, chỉ có cái cô hơi bị vô duyên thôi. Trời ơi. Con sẽ vô cái nhà này, con lập lại trật tự cho nhà này ha. Bây giờ là mọi chuyện, thứ tự gì là do một mình tôi lập hết nha. Coi như là hai cha con có gì từ từ tham thảo với nhau đi nha. Mày cái gì? Mày quá trời rồi, mày đợi tao. Mày đợi tao, tao chịu hết. Sao giận anh dữ vậy em? Trời ơi, đợi tao. Nè, tôi làm anh từ từ thiệt. Một năm trời nay tôi mới thấy cái bản mặt thiệt của anh. Trời ơi, tại sao? Cái gì? Trời ơi. Ba. Em để yên, em cứ để yên. Có chém được ta không? Thử chém có được không? Tao giết mày. Cái thân còn không bằng cái cây, nó giật cái mất thăng bằng chơi nè. Hàng đó. Đó. Thấy không? Muốn chém là phải chém như vậy nè. Một phát lại đi đời. Trời ơi. Anh bị cái gì vậy hả? Anh bị cái gì vậy? Anh vô đinh rồi chém cha tôi là sao? Không có bị cái gì hết. Anh sẽ chém em ra luôn. Nếu em cắt được anh, em sẽ làm món sushi cho cả nạp này. 1, 2, 3. Dừng tay lại.
Trời ơi, thiệt tình quá đáng luôn ha. Ai vậy? Tôi ở bên xóm mà tôi thiệt ra tôi bây giờ thấy xảy ra một cái chuyện mà vô cùng bất bình ha. Cậu cậu nè ha. Bây giờ tôi xin phép cậu cho tôi đấm vô mặt cậu một cái nha. Tại sao? Không, tôi rất là thần tượng cậu ha. Tôi coi trên phim nè, tôi coi trên kịch nè, cậu đóng những cái vai vô cùng anh dũng, vô cùng dễ thương, vô cùng là cao thượng. Tại sao bữa nay ở ngoài cậu làm tôi thất vọng quá? Cậu hổn tới mức độ mà tại sao cậu thương mẹ mà sao cậu không bồng con? Cái gì vậy? Tôi thương mẹ là phải thương con người ta sao con kém? Trời đất ơi, sao không nói tôi con nói trơn lại sao trời? Ờ giờ bác cha tám chạy vô viên cha kế bên nhà tôi lạnh như không nhận ra tôi vậy cha. Mẹ bận quá đồ nhìn đâu ra. Dạ chào hiệu trưởng trường Kim Đồng. Hả? Trời ơi. Đó là sao con làm cái gì? Tôi thất vọng quá, tôi rất là thương cậu, tại sao cậu làm như vậy? Cậu làm mất nhân cách, một người không có động lương, cậu đang giọng cho mặt cậu. Tôi giọng cho mặt cậu. Đánh đi anh. Đánh đi. Chửi em nữa đi anh. Đánh đi. Ủa tại sao mà tôi đánh cậu mà cậu kêu đánh làm sao? Cảm ơn anh. Trời ơi. Trời lắm á. Tại sao mà tôi đánh cậu mà cậu không né mà cậu kêu đánh làm sao? Trời, lần đầu tiên mười mấy năm em diễn vai chép kép chánh, lần đầu tiên em vô vai ác mà tự nhiên có người quýnh em thành công quá. Ủa là sao? Con xin lỗi gia đình, anh xin lỗi em nha. Con xin lỗi bác, anh xin lỗi chú. Tất cả con không phải là cái gì mất dạy gì đâu. Tại vì cắt máy đem, cắt máy đừng quay nữa, cắt. Ừ đó cắt. Ủa gì vậy? Bốn năm thằng quay biết thằng nào cắt dạ, hả? Tại vì con kêu mấy thằng nhỏ đó nó quay lại cảnh này. Tại vì đạo diễn từ xưa giờ giao con vai kép chánh, không bao giờ giao vai kép độc, không có vai tính cắt nào trơn. Con muốn đổi mới, con không muốn là kép chánh hiền lương nữa. Con muốn một cái gì đó sáng tạo hơn cho khán giả. Không còn cách nào con phải lén vô cái nhà này. Con liều luôn, làm vậy cho cảm xúc nó thật diện mới đã. Anh nói nha, tại sao anh không kiếm chỗ khác? Anh thử cảm xúc mạnh vô nhà để anh thử đặng mà. Thì anh hổn với ba quá. Phải, chỉ có em thương anh làm vậy được. Chứ vô nhà người ta, ta quýnh anh chết đấy. Thì ra là nãy giờ là cậu Thành đang đóng phim hả? Dạ con đóng phim thử đấy, con cảm xúc nó thật đấy. Con gửi băng cho đạo diễn giao vai mới cho con. Bà nội già, bố cái quá mạng. Thôi giờ cái chuyện gia đình năm mới chúc gia đình vui vẻ hạnh phúc nha ha. Rồi chúc hiệu trưởng cũng khỏe ha. Hiệu trưởng cái gì? Con trai già mình nhiều chuyện đó, nhà nào có chuyện chẳng nhoi vô hết trơn à. Thôi mà. Thôi đi về đi ông nội. Dạ cảm ơn xin lỗi. Thứ 8 là đúng lắm rồi đó. Xin lỗi, không xin lỗi. Đi đi. Mà ba thiệt. Con xin lỗi bác. Quá đéo mày xin vô xin lỗi hả mày? Hả mày, mày nói quá trời mày chê bai quá rồi mày xin lỗi câu hả mày? Hả? Em. Hai đứa mày tin không? Tao mà cái bạc hai đầu nằm đây nè, tin không? Thôi mà. Bá cường quá. Anh nói vậy rồi. Mày binh ha chưa gì mày binh là tao lóc mỡ mày giờ đó nha, nha. Chà. Ờ. Quỳ đi anh. Em kéo quá. Lại cha. Lại cha. Anh nói vậy rồi lẽ về cho còn chém. Cha thấy không, anh yêu nghề tới cỡ đó mà sao cha chém anh chi cha? Thương con gái tôi phải không? Anh cũng kỳ nữa, mai mốt mà anh có muốn vậy anh nói em phụ với anh diễn đặng lừa gạt ba. Trời đất ơi, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Chết em con mày đánh nó bồm đầu hoài nó không sợ tôi à trời. Chết em con, chết rồi em. Cưới con tôi về cho nó ở đâu? Dạ tôi nói chứ con thương em lắm. Đừng về đi em thưa với ba đi mình cưới hỏi nhau. Con xin lỗi bác, con phải là người như vậy đó, bác thương con nha. Cưới em về con lo cho em đàng hoàng, lo cho bác luôn. Dạ con mới mua được cái chung cư cao cấp. Cấp mấy? Dạ cấp 4 bác. Nhà cấp 4 là cao nhất rồi nhà đó. Nhà cấp 4 mày đặt nói chung cư cao cấp mệt mỏi quá. Ồ cao nè quá. Tôi có một đứa con gái rượu thôi à. Rồi lôi nó đi đâu? Thôi được rồi, cưới nó xong rồi về ở trong nhà này luôn. Dạ. Cậu tuổi gì? Dạ con là tuổi Dần phải không? Nó đó. Dần. Dần Tuất Ngọ Tam Hạp đó. Phải không? Nếu vậy thì Tết này cưới luôn hả bác à? Cưới luôn đi con. Dạ cảm ơn bác. Ờ con cưới luôn rồi con về nhà này con muốn ở đâu con ở? Dạ ở phòng này được không? Phòng con đó cha. Xin lỗi bác. Dạ một kịch xin được khép lại. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin cho một trọng ở đây cho hai người anh, người chị rất là đáng yêu của Trấn Thành. Đó là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và nghệ sĩ Minh Nhí. Cảm ơn hai anh chị, cảm ơn hai anh chị rất là nhiều.